Đô thị cực phẩm y thần. Diệp Thần. Tập 14. Diệp Thần có nhiều thú vị nhìn chằm chằm trước mặt bốn người. Cái này bốn người khí tức trên người chập chờn cực kỳ cường thế, một vị trong đó ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn ông già đáng sợ nhất. Chỉ một từ về khí thế tới xem, kiểu áo tôn trung sơn ông lão thực lực xa xa mạnh hơn mấy người còn lại. Bất quá Diệp Thần ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi, Trảm Long kiếm và phần thiên trưởng đủ để đối phó trước mặt mấy người. Nếu như ta không đoán sai, là cục võ đạo Hoa Hạ phái các người tới. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Kiểu áo tôn trung sơn ông già hừ lạnh một tiếng, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ngươi chỉ cần biết chúng ta hôm nay là tới bắt ngươi mạng. Muốn giết người ta rất nhiều, nhưng là sau cùng kết quả đều chết hết. Diệp Thần cười lạnh nói. Rất, tốt vô cùng. Diệp Thần, ta hôm nay sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì là chênh lệch, một tên tiểu bối lại dám cản rỡ như vậy. Thật lấy là ngươi là cái này Hoa Hạ thiên sao. Ta nói cho ngươi, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Nói xong kiểu áo tôn trung sơn ông già hướng mấy người còn lại gật đầu một cái. Động thủ. Kiểu áo tôn trung sơn ông già nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tức thì bốn đạo thân ảnh như đạn đại bác vậy bắn đi ra ngoài, chớp mắt bây giờ đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chém. Chỉ nghe được một vị trong đó ông già một tiếng gầm lên, trong tay vậy một chuôi sáng loáng trường đao giơ lên thật cao, hướng Diệp Thần chém tới. Tốc độ cực nhanh. Xé không khí. Lưỡi đao phát ra từng cơn rùng mình, ở dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra để cho người sợ hãi quang. Sát ý bọc toàn trường, ở kình khí lay động dưới, thẳng từ trên trời hạ xuống, vạch qua không khí, mang đến tiếng rít bén nhọn, mang ngàn cân thế lao thẳng tới tới. Diệp Thần con người đông lại một cái, ngược lại là nghiêm túc mấy phần. Cái này một đao lại là không tầm thường võ, mấu chốt ra tay một cái lại chính là sát chiêu. Xem ra người cục võ đạo Hoa Hạ thật đúng là không muốn lưu hắn. Diệp Thần dưới chân Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào, thân thể trực tiếp hướng một bên đi. Tránh thoát cái này sắc bén một đao. Đồng thời, hắn không dừng lại chút nào, năm ngón tay phá vỡ sức lực gió, trực tiếp hướng vậy chỉ tay cầm đao xuyên thấu đi. Xì, một tiếng, trực tiếp giữ lại tay của người kia cổ tay. Lão kia người ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới đối mặt bốn người công kích, thằng nhóc này lại vẫn dự định phản kích. Hắn thân thể một chuyển, đùi phải thúc giục kình khí quét tới. Một cước này có thể đá bể người bất kỳ đầu lâu. Hắn khóe miệng lộ ra âm u nụ cười, thằng nhóc, bên người ngươi không có vậy la sát, ta xem ngươi sống thế nào. Mắt xem một cước này mang theo cuồn cuộn sức lực gió, thì phải đập phải Diệp Thần lạnh nhạt đưa tay ra. Trực tiếp đón đỡ ở trước người. Tự tìm cái chết. Bành. Ngay tại hắn chân chạm được Diệp Thần cánh tay lúc đó, rắc rắc. Một tiếng, vô cùng thanh thúy. Lão giả kia nụ cười đọng lại, một cổ cường đại đau đớn tấn công tới. Một kích dưới, chân hắn lại chặn. Bây giờ đến phiên ta, một đạo thanh âm lạnh như băng ở hắn vang lên bên tai. Diệp Thần lực năm ngón tay bỗng nhiên bùng nổ, lão kia người cánh tay tại chỗ bị xé. Đồng thời, vậy trường đao cũng là rơi xuống, bị Diệp Thần cầm ở lòng bàn tay. Diệp Thần con ngươi lóe ra ý định giết người, chân khí ở lòng bàn tay lượn lờ. Trong tay trường đao trực tiếp bắn đi ra ngoài. Suy, một tiếng, trường đao trực tiếp xuyên thấu lão giả kia tim, lại là cuốn lên cuồng bạo đợt khí, trực tiếp đem ông già đóng vào vách núi trên. Nhìn thấy mà giật mình. Tựa như tử thần thẩm phán. Thấy một màn này, còn dư lại ba người ánh mắt nghiêm túc, không dám khinh thường chút nào, thằng nhóc này so bọn họ tưởng tượng khó đối phó nhiều. Trong đó hai ông cụ giận quát một tiếng. Rối rít một trưởng vỗ ra. Hai người khí thế ngay tức thì lại tăng, đột nhiên phát lực hướng phía trước phóng tới, mang theo dưới chân một hồi bụi bẩm cuốn lên. Tốc độ so ban đầu nhanh không chỉ gấp đôi, giống như một thanh kiếm vậy hóa là lưu quang thẳng xông lên Diệp Thần. Mấu chốt hai trưởng dưới lại ngưng tụ ra hư ảnh. Trưởng ảnh đầy trời, khoảnh khắc bây giờ Diệp Thần lộ vẻ được tràn ngập nguy cơ. Cơ hồ không có đường lui. Kiểu áo tôn trung sơn ông già không có ra tay, hắn hai tay chắp sau lưng, có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần. Hắn cái này hai vị đồng bạn, bản thân chính là huynh đệ ruột, hai người liên hiệp ngưng trưởng,
cực kỳ cường thế. Rất ít có người có thể lấy sức một mình chiến thắng cái này hai người. Diệp Thần nhìn hai người mang theo trưởng ảnh tới, khóe miệng lộ ra một đạo nghiền ngẫm. Nếu các người tới, vậy mang các người kiến thức một chút cảnh đời. Để cho các người xem nhìn cái gì mới thật sự là trưởng pháp. Phần thiên trưởng. Phần thiên trưởng, thế công như thủy triều, giống như biển lửa, lẫn nhau chồng lên, uy lực vô cùng, luyện tới đại thành, đốt trời hợp kim oanh ra, có thể vượt cấp chém chết ngàn người. Diệp Thần đem đan điền chân khí toàn bộ tụ ở một trưởng trong. Một cổ vô tận nóng bỏng cảm giác tấn công tới. Trên tay hắn lại là đột nhiên xông ra ngọn lửa hư ảnh. Vẫy tay bây giờ, ánh sáng rực rỡ lóe lên, cuồng gió gầm thét, liệt diễm gầm thét. Một cái đỏ thấm hư trưởng chỉ như vậy đánh ra. Từng cổ một năng lượng rung động, từ tiếp xúc chỗ, do như sóng vậy, bạo thịnh mở, chỗ đi qua đại thụ đá lớn đem hết hóa là bột. Một trưởng này tựa như xé không gian, mang ra khỏi một đạo đỏ thấm đầy trời. Nổ ầm tiếng điếc tai nhức óc, tựa như trời long đất lỡ, tựa như toàn bộ mặt đất bị mở bung ra vậy. Phần thiên trưởng rất miễn cưỡng xé vậy đầy trời trưởng ảnh. Cực kỳ bá đạo. Tất cả mọi người ánh mắt cũng trợn tròn, lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Đây là vũ khí đứng đầu dị tượng. Mấu chốt cái này dị tượng vậy quá kinh khủng đi. Ngọn lửa, tại sao có thể có như thế ngọn lửa kinh khủng? Cổ võ giả võ trong nào có loại này không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Kiểu áo Tôn Trung Sơn ông già trong mắt khinh thường hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là kinh hãi, là sợ hãi. Cái này còn là cục võ đạo hoa hạ những tên kia trong miệng nói phế vật sao? Người này dựa vào la sát mới có thể thắng. Dựa vào cái dám à? Một trưởng này nơi uẩn dục thực lực, ai có thể địch? Ngọn lửa đầy trời, không có dấu hiệu nào, trực tiếp xé vậy hai ông cụ thân thể. Tựa như ở trong ngọn lửa đốt diệt. Đây chính là phần thiên trưởng uy thế. Diệp Thần vậy hoàn toàn không nghĩ tới một chiêu này lại như vậy khủng bố và kinh người. Hắn trong lòng vui mừng, mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn huyết khí trong cơ thể dâng trào, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái này phần thiên trưởng lại có cắn trả lực. Mấu chốt trong cơ thể hắn đan điền lại trống trơn như vậy. Một trưởng này mặc dù mạnh, nhưng là chân chính thi triển ra, mình tu vi và chân khí xa xa không đủ. Có thể gặp cái này phần thiên trưởng khủng bố. Diệp Thần liền vội vàng lấy ra ba viên đan dược. Một cổ não nhi phục đi xuống. Hai cây tụ khí đan, một viên chữa thương huyết đan. Đan dược vào miệng, thân thể cuối cùng dễ chịu một ít. Kiểu áo Tôn Trung Sơn ông già phát giác không đúng, chế trụ nội tâm hoảng sợ. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là lập tức rời đi. Nhất định phải đem một trưởng này sự việc bẩm báo cho Hoa Hạ Võ Đạo Tổng Cục. Thằng nhóc này trên mình tuyệt đối có đại bí mật, thậm chí có thể là người tu luyện. Ngay tại hắn chuẩn bị len lén rời đi hết sức, một đạo thanh âm lạnh như băng ở hắn vang lên bên tai. Muốn đi, hỏi qua ta ý kiến sao? Kiểu áo Tôn Trung Sơn ông lão bước chân hơi chậm lại, chỉ cảm thấy sống lưng sinh lạnh. Thằng nhóc này lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng à? Kiểu áo Tôn Trung Sơn ông già hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu ta? Diệp Thần diễn cảm lạnh lẽo, ngươi lầm, ta đều không phải muốn lưu ngươi. Ta là muốn giết ngươi. Dứt lời, kiểu áo Tôn Trung Sơn ông già sắc mặt đại biến. Diệp Thần đã một quyền đánh tới, ông già cổ tay đột nhiên run một cái, trong tay xuất hiện một cái đoạn đao, lưỡi đao hướng ngang thay đổi, chắn trước ngực vị trí. Bành! Diệp Thần quả đấm đánh vào đoạn đao trên, truyền ra một đạo thanh âm nặng nề. Cường đại kinh khí sóng lăn lộn, Diệp Thần và kiểu áo Tôn Trung Sơn ông già rối rít lui về phía sau một bước. Muốn giết ta, nằm mơ. Ông già ổn định thân hình, đoạn đao một chuyển, kéo theo một hồi cuồng gió, trực tiếp hướng Diệp Thần cổ xóa đi. Hắn không dám chút nào dừng lại. Nếu không lưu lại khe hở, mình coi như nguy hiểm. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, đan điền chân khí còn dư lại không có mấy. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Một giây kế tiếp, trong tay hắn vô căn cứ xuất hiện một cái trảm long kiếm. Một màn này. Để cho ông già ngẩn ra. Như vậy trường kiếm, thằng nhóc này trên mình căn bản giấu không dưới à.
giống như vô căn cứ nổi đi ra vậy. Ông già nghĩ tới điều gì, kinh hô chữ vật vật. Ngươi lại có chữ vật vật. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Đồng thời, lộ ra sát cơ. Nếu như hắn đạt được diệp thần vật trên người, tuyệt đối có thể thành là hoa hạ cao cấp cường giả. Còn như thằng nhóc này, hắn căn bản không xứng. Thời khắc này ông già thô bạo 10 phần, đao pháp mở toang ra đại hợp, thay đổi nhanh chóng, hổ hổ sinh gió, đao ảnh đầy trời, khí lạnh bức người. Đoàn đao chỗ đi qua, đá vụn hoành bay, cây cối đều là thẳng chặt đứt. Toàn bộ mặt đất lộ vẻ được bừa bãi vô cùng. Thằng nhóc, cho ta chết, người đồ liền đều là của ta. Ha ha! Ông già một đao ngưng tụ quanh thân kình khí, chém ngang xuống. Lưỡi đao chưa tới, khí lạnh tới trước, sát khí hiện ra hết, giờ khắc này, đao ý tựa như bị vô hạn kéo dài, mang ra khỏi từng cơn hư ảnh, che trời xây, khí thế bừng bừng. Diệp thần con người hiện lên lạnh, chảm long kiếm xé không khí, ngăn cản đi. Bành! Đao kiếm bỗng nhiên va chạm. Đợt khí chấn thiên. Rắc rắc, một tiếng, kiểu áo tôn trung sơn ông già trong tay đoản đao lại trực tiếp chặn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần kiếm trong tay. Lại phát hiện là linh kiếm. Trời à! Thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch gì à? Trên mình lại có nhiều như vậy bảo bối. Ông già không để ý tới một quyền đánh ra, trên tay gân xanh rõ ràng có thể gặp, kình khí giống như một cái lưỡi đao cuộn sạch ra. Quyền gió gào thét, phát ra trầm thấp thở tiếng hô, xé không khí, hoành xông lên đi. Đi chết đi. Ngay tại lúc này, một luồng ánh sáng đen lóe lên. Ông già cảm giác được cả người bị một cổ lãnh ý bọc. Đột nhiên, hắn nhìn thấy gì, một quả có khắc máu mai phi tiêu phá không tới. Hắn nhận được cái này phi tiêu, đây không phải là huyết mai điện lăng phong vật. Mấu chốt làm sao sẽ xuất hiện ở diệp thần trên tay, do không được hắn do dự, hắn muốn tránh tránh, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Xích, một tiếng, vậy phi tiêu xuyên thấu hắn cổ, gãy lìa đại động mạch, máu tươi bão tố bắn. Hắn con người phóng đại, ngã xuống trong vũng máu. Làm xong hết thảy các thứ này, diệp thần thở ra một cái chọc khí. Hắn sau lưng đã ướt đẫm. Cũng may mình xuất kỳ bất ý, nếu không tuyệt đối khó giải quyết. Mấu chốt hắn không biết toàn lực bùng nổ phần thiên trưởng sẽ sinh ra uy lực lớn như vậy à. Đối với mình thân thể và đan điền cũng là cực kỳ hao tổn. Sớm biết liền đem cái này phần thiên trưởng để lại cho cái này kiểu áo tôn trung sơn lão giả. Xem ra sau này cái này phần thiên trưởng chỉ có ở thời khắc quan trọng nhất mới có thể sử dụng. Diệp thần năm ngón tay một chảo, chân khí ngưng tụ, kiểu áo tôn trung sơn tay của lão giả cơ hội liền xuất hiện ở bên trong tay hắn. Hắn mở ra nói chuyện điện thoại ghi chép, bấm người gần nhất điện thoại. Kinh thành, Hoa Hạ Võ Đạo Tổng Cục. Trịnh Nhân Quyết đang tra xem Diệp thần một ít tin tức. Hắn ngược lại là phát hiện một ít không đúng sự việc. Năm đó Vân Hồ Sơn trang sự việc, lại có thể dính dấp đến một chút không phải đồ. Mấu chốt cao cao tại thượng vị kia tại sao phải đối phó một cái Ninh Ba gia tộc nhỏ. Lại là không tiếc đem Diệp ra diệt môn. Ngay tại hắn rơi vào trầm tư hết sức, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hắn nhìn lướt qua, là tiền lão dãy số. Hiển nhiên, vậy Diệp thần hẳn được giải quyết. Hắn cười lạnh một tiếng, Diệp thần à Diệp thần, người ngàn không nên vạn không nên chính là cuồng ngông đến động người cục võ đạo Hoa Hạ. Có vài người và có chút thế lực, không phải thực lực mạnh yếu là có thể quyết định. Bất quá như thế trẻ tuổi liền chết, quả thật có chút đáng tiếc. Cái này hoặc giả chính là Hoa Hạ võ đạo giới tàn khốc đi. Hắn nhấn miễn đề ra kiện, mở miệng nói tiền lão, nhớ đem thi thể xử lý sạch sẽ, thằng nhóc này giàu gì là long hồn người, bị bắt được cái chuôi liền có chút phiền toái. Bên đầu điện thoại kia không có một tia thanh âm. Tiền lão. Trịnh Nhân Quyết khẽ cau mày, mới vừa muốn nói chuyện, điện thoại truyền một đạo thanh âm lạnh như băng. Không cần kêu, bọn họ đều chết hết, ta không biết ngươi là ai, vậy không quan tâm ngươi là ai, ta không hy vọng các người cục võ đạo Hoa Hạ lại đến quấy rầy ta. Nếu không, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó tự tay bẻ gãy đầu ngươi lô. Dứt lời. Điện thoại cúp. Trịnh Nhân Quyết trong lòng tức giận cháy. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Hắn một cái Hoa Hạ tông sư bảng thứ 7 cao cấp cường giả,
lại có thể bị một cái lông đều chưa mọc đủ thằng nhóc thúi uy hiếp. Trời ạ! Cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái quỷ gì? Bành! Trịnh Nhân Quyết một trưởng vỗ lên bàn, điện thoại trực tiếp nghiền. Diệp Thần gọi điện thoại cho Lôi Thụ Vĩ, dẫu sao nơi này cách căn cứ gần đây, để cho hắn tới xử lý một chút thi thể. Thuận tiện để cho Tiểu Đặng đưa hắn trở về. Đi một đoạn như vậy đường, hắn vậy bình tĩnh xong hết rồi, biết rõ dưới mắt trọng yếu nhất chỉ có cường hóa mình thực lực. Có luân hồi mộ địa, ba đại đỉnh cấp gia tộc thì như thế nào? Nếu như Vân Hồ Sơn Trang thật cùng cái này ba gia tộc thoát không khỏi liên quan. Hắn chẳng qua liền giết ở kinh thành. Bất kỳ và chuyện này có liên quan, bất kể là ai, toàn đều phải chết. Hắn trên mình phun trào ra một tia sát khí phóng lên cao, tựa như một cái huyết long hư ảnh ở hắn quanh thân vần quanh. Cho đến từng cơn tiếng rồng ngâm vang lên. Thấy cái này hình ảnh, Diệp Thần hơi ngẩn ra, xem ra hắn bất chi bất giác đã ngưng tụ sát ảnh. Mấu chốt sát ảnh thuộc tính lại là một cái huyết long. Cái này hẳn cũng không tệ lắm phải không? Lão đầu nói qua, hắn đạo từ vừa mới bắt đầu thì không phải là cái gì truyền thống chánh đạo, mà là sát đạo. Sát đạo có thể vượt 10.000 nói, nhưng cũng có thể hủy đạo tâm. Sát ảnh ngưng tụ thành hình vì vật gì, chính là loại nào sát đạo. Nếu như là yêu quái, vậy thì thật là một cái không đường về. Bây giờ nhìn lại, huyết long hẳn coi như không tệ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện túi đá phun trào, giống như muốn phá vỡ túi lao ra vậy. Diệp Thần vội vàng đưa tay ra, nắm đá. Cơ hồ ngay tức thì, luân hồi mộ địa hết thảy ở trước mặt hắn phơi bày. Mà trên người hắn vậy đạo huyết long hư ảnh, lại trực tiếp xông đi vào, đụng vào một khối mộ bia trên. Mộ bia sinh ra một tia vết rách. Một tia ánh sáng yếu ớt lóe lên. Diệp Thần hô hấp dồn dập. Khối thứ ba mộ bia xuất hiện. Mãi mãi vậy chữ viết giống như đao khắc vậy ở mộ bia trong hiện ra. Lần này, không có tên chữ. Chỉ có một lời. Ta tại trong giết hại ra đời, cũng tại trong tử vong héo tàn, ta trọng lâm thế giới ngày, nghịch ta người tất cả là chết. Chỉ một câu nói này, lại để cho Diệp Thần cảm giác được cả người lạnh như băng, phảng phất có một đôi mắt từ chết chỗ sâu chăm chú nhìn chằm chằm mình. La Vân Thiên đã từng nói. Chỉ có hai cái phương pháp có thể dẫn động mộ bia, thứ nhất, chỉ cần hắn thực lực đủ, để cho những cái kia thượng cổ đại năng cảm thấy hắn đủ tư cách, tự nhiên có thể dẫn động. Thứ hai, hắn làm một ít sự việc, để cho những người này chủ động đồng ý. Mà giờ khắc này, hiển nhiên không phải bởi vì tu vi và thực lực, mà là bởi vì trên người hắn huyết long hư ảnh. Cùng với hắn sát đạo. Chỉ bất quá dưới mắt cái này mộ bia ánh sáng quá cạn, muốn dẫn động căn bản không có thể. Chỉ có chờ. Cũng tốt, chỉ ít hắn trong lòng có một đạo niệm tưởng. Trần Kình Thương mạnh mẽ hắn đã cảm nhận được, liên quan ư giết hại mộ bia, sau lưng lại là kinh khủng dường nào tồn tại. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, đã có xe tới. Hắn thu hồi ý niệm, trở về trong hiện thật. Diệp tiên sinh, Lôi Thụ Vĩ từ trên xe đi xuống, khi thấy cái này tàn dạng, con người hơi co giúp một cái, Diệp tiên sinh, có người đuổi giết ngươi. Hắn trong lòng có chút tức giận. Diệp Thần mới vừa vào hoa hạ số một vị kia thông hoàn video, liền bị đuổi giết, hắn chịu trách nhiệm tránh. Một ít tên hề nhảy nhót mà thôi, giao cho ngươi xử lý đi. Nói xong, Diệp Thần liền lên Tiểu Đặng xe, xe trực tiếp hướng tỉnh Chiết Giang đi thị khu. Cùng Diệp Thần rời đi sau đó, Lôi Thụ Vĩ mới đưa tầm mắt chú ý tới cái này mấy cái trên thi thể. Nhìn thấy mà giật mình. Hắn lật ra kiểu áo tôn trung sơn thi thể của lão giả, ngay tức thì liền thấy đối phương mặt. Khi thấy gương mặt này, Lôi Thụ Vĩ con người đều là kinh hoàng. Tên này lại là cục võ đạo hoa hạ tiền lão. Hắn lại nhìn ngoài ra mấy cổ thi thể, ở cục võ đạo hoa hạ địa vị đều không coi là quá thấp. Mấu chốt bốn người liên thủ, đều đang bị Diệp Thần đồng loạt chém chết. Lần này, Diệp Thần và cục võ đạo hoa hạ định trước không chết không thôi. Lôi Thụ Vĩ móc điện thoại ra, phát ra ngoài, liên lạc một chút cục võ đạo hoa hạ, ta đây là muốn hỏi bọn họ một chút, ám sát long hồn tổng giáo quan, là tội gì? Loại này thủ đoạn hèn hạ, cục võ đạo hoa hạ căn bản không đứng vững.
mặc dù số 1 không để cho Long Hồn nhúng tay cục võ đạo Hoa Hạ và Diệp Thần mâu thuẫn trong, nhưng là làm ồn ào, để cho cục võ đạo Hoa Hạ chọc cả người lẳng lơ, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Audio điện tử võ tấn bền. Chí ít có thể là Diệp Thần tranh thủ một chút thời gian. Diệp Thần khi ở trên xe, nhận được Tôn Di điện thoại. Mấy ngày nay, tập đoàn Thiên Chính ở tỉnh Chiết Giang công tác hoàn toàn mở ra, hơn nữa một vòng mới sản phẩm dự bán ra sắp bắt đầu. Lần này thị trường, trừ tỉnh Chiết Giang trở ra, mấy cái thành phố cấp 1 cũng biết bày. Kinh Thành, Thượng Hải, Thâm Quyến, Xuyên Thành đợi một chút. Dĩ nhiên, Kinh Thành và tỉnh Chiết Giang nhất làm chủ muốn. Bởi vì công tác rộn rịp vấn đề, Tôn Di phải làm thêm giờ hồi lâu, để cho hắn và Hạ Nhược Tuyết không cần chờ nàng về nhà. Diệp Thần tự nhiên không có quá lơ là gặp, cùng hắn trở lại biệt thự, phát hiện Hạ Nhược Tuyết cũng không có ở. Chẳng lẽ cơm tối mình một người ăn? Hắn vốn đang dự định làm những cái kia thượng cổ hiếm thế món ngon cho các nàng ăn, bây giờ nhìn lại, muốn chờ mấy ngày. Ngay tại lúc này, Diệp Thần điện thoại di động reo, để cho hắn bất ngờ là Hạ Nhược Tuyết ta mua 2 tấm vé rạp phim, một tiếng sau đó, ngươi có rảnh rỗi hay không? Diệp Thần sắc mặt cổ quái. Xem phim. Hạ Nhược Tuyết đây là nháo vậy một ra. Nàng một cái hạ gia thiên kim lại có thể mời hắn xem phim. Đây hoàn toàn không phải Hạ Nhược Tuyết phong cách, nếu như là mời hắn đi tham gia cái gì dạ tiệc, cái này còn có thể hiểu. Xem phim không phải vậy tình nhân nhỏ làm chuyện sao? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, Hạ Nhược Tuyết phát tới một câu nói. Coi như là hoàn thành ta một cái nho nhỏ tâm nguyện. Diệp Thần suy nghĩ một chút tự nhiên không có cự tuyệt. Nửa giờ sau, tỉnh Chiết Giang Kim Giật ảnh thành. Một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện ở ảnh cổng sân. Cái này thời gian điểm rạp chiếu phim nhân viên rất nhiều, nhưng cơ hồ tầm mắt mọi người toàn đều tập trung ở vậy đạo xinh đẹp ảnh trên. Xinh đẹp ảnh chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên là chú tâm ăn mặc mấy phần, mái tóc dài như thác nước nghiêng xuống, tia sáng khúc xạ hạ, rất là chói mắt dịu hiền. Lên người mặc vào kiện lộ vai bó sát người tơ lụa trắng. Trong trắng thấu đỏ da thịt khảm ở vô cùng phú cốt cảm đẹp hai bờ vai, tơ lụa trắng khỏa không dừng được nỉu na ngạo nhân ngực, đỉnh núi phập phồng, phong tư thướt tha, phối hợp nhỏ đúng dịp eo, đường cong cân bằng mà vóc người bạo tốt, tuyệt đối có thể dùng ma quỷ hai hình chữ cho. Nửa mình dưới thì ăn mặc một cái màu lam nhạt nghỉ ngơi quần jean, sấn nhờ được nàng vậy cao gầy mà thon thả thon dài vóc người, một đôi màu đen nghỉ ngơi giày phối hợp hạ, cả người lộ vẻ được quyến rũ mà cao nhã. Tươi đẹp thoát tục, vóc người yêu mỹ. Nàng trong mắt lạnh lùng giống như trên tuyết sơn một hoàng thanh tuyền, tự có một cổ linh hoạt kỳ ảo lãnh ngạo khí chất. Tựa như cái gì cũng không vào được nàng mắt. Đã tiếp liền có mấy chục tự xưng là gia thế tốt nam sinh chủ động tiến lên chào hỏi, lại là cho thấy thân phận. Nhưng là Hạ Nhược Tuyết đáp lại chỉ có lạnh lùng. Vậy cổ khí chất để cho chung quanh vô số thiếu nam thiếu nữ tự ti, lại cũng không có người dám tiến lên. Có chút nam sinh thậm chí không tiếc điện ảnh tới chế, cũng phải xem cái này tuyệt thiếu nữ xinh đẹp đang đợi ai. Hạ Nhược Tuyết vật mắt đẹp nhìn cửa vào phương hướng, tựa như đang đợi cái gì. Không lâu lắm, cả người quần áo thường Diệp Thần xuất hiện ở ảnh cổng sân. Hắn mới vừa dự định đánh Hạ Nhược Tuyết điện thoại, một đạo uyển chuyển thanh âm hướng hắn vọt tới. Diệp Thần, nơi này, chính là Hạ Nhược Tuyết. Men theo thanh âm nhìn lại. Hạ Nhược Tuyết đang vậy lắc lắc tay trắng, trong mắt như nước. Khi thấy Hạ Nhược Tuyết lối ăn mặc, quả thực để cho hắn kinh diễm lộn một cái. Đây cũng quá đẹp đi. Diệp Thần dám khẳng định, đây là hắn gặp qua Hạ Nhược Tuyết đẹp nhất một mặt. Hạ Nhược Tuyết gặp Diệp Thần đang ngẩn người, cười một tiếng, liền đi tới, một cái tay trực tiếp nắm Diệp Thần tay. Xét vé, chúng ta vào đi thôi. Tốt. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết liền hướng cửa xét vé đi tới. Một màn này, sâu đậm kích thích những cái kia vốn đang ôm một tia ảo tưởng lòng của nam nhân. Trời à, ta thật vất vả tìm được một cái nữ thần, lại có bạn trai. Không thể nhẫn nhịn à. Thằng nhóc kia mặc dù dáng dấp tạm được, nhưng rõ ràng không có ta đẹp trai à. Không có thiên lý à. Ta không phục, một đóa hoa tươi chỉ như vậy cắm trên bãi cứt trâu liền sao. Bên ngoài sân, kêu rên một mảnh.
Ai có thể nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết loại này từ chối người từ ngoài ngàn dặm người đẹp, vậy mà sẽ đối với một nam sinh như vậy nhiệt tình. Bọn họ tức giận à? Nhưng là có ích lợi gì? Phòng chiếu số 2. Truyền là một bộ chiếu phim tình yêu phim hài. Nhưng là Diệp Thần hoàn toàn không có xem phim tâm tình, nghiêng đầu, nhìn về phía khi thì phình bụng cười to, khi thì cảm động Hạ Nhược Tuyết. Hắn có thể cảm giác được Hạ Nhược Tuyết tay nắm thật chặt hắn. Giống như sợ tránh thoát. Cái này nha đầu rốt cuộc thế nào? Ngày hôm nay lại có thể giống như biến thành một người khác vậy. Tựa hồ phát giác Diệp Thần đưa mắt nhìn, Hạ Nhược Tuyết quay đầu, mắt đẹp đối mặt. Thế nào, ta ngày hôm nay không đẹp không? Diệp Thần lắc đầu một cái, rất tốt xem, chẳng qua là nghe được là tương đối kỳ quái. Mặc dù đây đối với giống vậy nữ sinh mà nói rất bình thường, nhưng là đặt ở trên mình ngươi thật rất không bình thường. Hạ Nhược Tuyết con ngươi rơi vào màn ảnh trên, trong điện ảnh trai gái đang nơi tuyết hôn môi. Diệp Thần, bỏ ra nhà ta đời, bỏ ra ta có hết thảy, ta chỉ bất quá chỉ là một cái phổ thông cô gái mà thôi. Ta cũng sẽ khát vọng tình yêu, ta cũng muốn xem phim, ta cũng thích ăn sạp ven đường đồ, đây là ta trong lòng luôn muốn. Ta hâm mộ Tôn Di, thật rất hâm mộ, ta có chút thời điểm thật không muốn sanh ở Hạ gia, thật không muốn. Ngày hôm nay ta đột nhiên nghĩ cảm thụ một chút, phổ thông cô gái là làm sao nói yêu thương, nói trên nét muốn xem phim, muốn đi dạo chợ đêm, phải có một người thích người cùng, ta muốn thử một chút loại cảm giác này, dù là chỉ có một ngày. Người nguyện ý làm bạn trai ta sao, dù là liền ngày này. Hạ Nhược Tuyết trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Không biết là nước mắt, vẫn là nàng vậy đẹp trong con ngươi tinh thần. Nàng không có lựa chọn. Tần Chính Dương cùng với núi Côn Lôn vị kia tuyệt thế cường giả phải về tỉnh Chiết Giang. Có lẽ lập tức, tỉnh Chiết Giang thời tiết muốn thay đổi. Nàng hy vọng có thể trước lúc này, hoàn thành nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng muốn cùng Diệp Thần trải qua một ít tình nhân bây giờ làm sự việc, thậm chí đem mình nhất đồ trọng yếu cho Diệp Thần. Diệp Thần là nàng duy nhất đường lui và lựa chọn. Còn như Tần Chính Dương, hắn không xứng. Ngày này, nàng cái gì cũng không muốn nghĩ, liền muốn thật tốt hưởng thụ lập tức. Chỉ sợ đây là nàng sau cùng một ngày. Diệp Thần, người nguyện ý không? Hạ Nhược Tuyết thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Thần mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là gật đầu, dĩ nhiên. Dứt lời. Hạ Nhược Tuyết thân thể nghiêng về trước, môi đỏ mọng hôn lên. Bốn đạo bờ môi chỉ như vậy hòa vào nhau. Diệp Thần có thể cảm giác Hạ Nhược Tuyết hô hấp nặng nề, và bất an tay nhỏ bé. Hắn trùng trùng ngậm môi của nàng, cánh tay xuyên qua nàng mái tóc dài, đem nàng gần sát mình. Đầu lưỡi đụng chạm, quấn quanh. Hạ Nhược Tuyết mở to hai mắt, bị Diệp Thần hôn được hai đầu gối như nhũn ra, cảm giác tê dại giống như từng đợt sóng sóng biển, không ngừng xông lên phớt qua sống lưng. Ngắn ngủi. Đi sâu vào, hoàn toàn một cái hôn. Trừ đi những cái kia tình cờ và bất ngờ, đây là Hạ Nhược Tuyết chân chính trên ý nghĩa một cái hôn. Dĩ nhiên, những cái kia bất ngờ hôn cũng là thuộc về Diệp Thần. Có lẽ nghe phía sau tiếng ho khan, hai người mới thanh tỉnh lại, Hạ Nhược Tuyết gương mặt đỏ ửng, giả trang tiếp tục xem phim. Còn như Diệp Thần thì tròng mắt lạnh như băng chừng mắt một cái sau lưng lên tiếng vị kia. Người bình thường làm sao chịu được Diệp Thần ánh mắt? Người nọ tại chỗ sợ sắc mặt trắng bệch. Một chàng điện ảnh sau đó, Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần lại đi dạo chợ đêm, nhìn tỉnh Chiết Giang đèn sẽ. Sau đó lại mướn một chiếc thuyền nhỏ, đi tới tỉnh Chiết Giang Thu Đình trước hồ. Thu Đình hồ nước rất nhẹ, trước kia khắp trời đầy sao đang lúc, sẽ có thật nhiều tình nhân tới nơi này dạo chơi, nhìn bầu trời sao trời, xem mặt hồ phản chiếu sao trời. Hai đợt tinh mặt, sáng chói hết sức. Nhưng là bởi vì khói mù hơn nữa ngày âm u, bỏ mặc trên trời và mặt hồ cũng không có vì sao dày đặc, tự nhiên không có ai tới dạo chơi. Toàn bộ Thu Đình hồ chỉ có bọn họ một chiếc thuyền nhỏ. Hạ Nhược Tuyết đứng ở đầu thuyền, không biết lại nghĩ cái gì. Thế nào, không thích, Diệp Thần nói. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, mắt đẹp có chút thất lạc ý, ta nghe nói trên nét, khắp trời đầy sao đang lúc. Thuyền nhỏ bơi tới Thu Đình ngay giữa hồ, hai mặt vì sao dày đặc, có thể đẹp, đáng tiếc ông trời không làm đẹp. Diệp Thần nhìn bầu trời một chút, quả thật không có sao trời, liền nói, không có sao,
lần sau ta lại cùng ngươi tới đây bên trong. Hạ Nhược Tuyết lẩm bẩm nói, không biết có hay không lần sau. Tựa hồ phát giác Hạ Nhược Tuyết thất lạc, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nghĩ tới điều gì. Nhược Tuyết, nếu ngươi muốn xem vì sao dày đặc, ta liền dẫn ngươi đi xem. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, cái gì? Còn không chờ nàng kịp phản ứng, Diệp Thần bước chân đạp một cái, trực tiếp hướng mặt nước đi. Một màn này sợ Hạ Nhược Tuyết sắc mặt tái nhợt. Nhưng là nàng nhưng kinh hãi phát hiện Diệp Thần chỉ như vậy yên tĩnh treo lơ lửng ở mặt nước. Không có một tia gợn sóng. Đạp nước, Hạ Nhược Tuyết theo bản năng che miệng. Nàng biết võ đạo giới cường giả có thể làm được đạp nước mà đi, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần lại như vậy ung dung. Giống như nắm trong tay cái mặt hồ này nước. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, một bước hai bước bước ra, cách Hạ Nhược Tuyết ước chừng 3 mét. Hắn nhắm hai mắt lại, trong tay ngưng tụ ra một đạo phù văn. Đây là lão đầu năm đó đưa cho hắn, vốn là dùng làm mặt nước chạy trốn, nhưng là bây giờ hắn đã đủ thực lực đạp nước mà đi, tự nhiên đổi được gân gà. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, phù văn cháy. Một tia trận pháp ý ở mặt nước dạo rực. Tình cảnh úy là nguy nga. Diệp Thần đưa tay ra, nhàn nhạt nói, Nhược Tuyết, người vậy tới đây. Hạ Nhược Tuyết chỉ mình ta, nhưng là ta không biết cổ võ. Không có sao, người tới đây là được, sẽ không rơi xuống. Diệp Thần nói. Một giây kế tiếp, Hạ Nhược Tuyết đưa ra một cái chân, đạp ở trên mặt nước. Vốn cho là sau đó nặng, nhưng phát hiện mình như dẫm ở cục băng trên. Cái này. Nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được trong lòng rung động. Đây đúng là nước, không phải băng. Nhưng là nàng chỉ như vậy thiết thiết thực thực đạp ở phía trên, như mộng ảo vậy. Trơn nhẵn như gương mặt hồ, chiếu ngược toàn bộ màn trời, không có vì sao dày đặc. Lại có thiếu nam thiếu nữ như đối diện hồ mặt, tựa như tiên tôn. Diệp Thần bước ra một bước, kéo qua Hạ Nhược Tuyết tay. Thích không? Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, ngươi. Ngươi làm sao làm được, quá thần kỳ, đứng trong nước xem mặt hồ, giờ khắc này, ta cả đời cũng quên trong lòng không được. Diệp Thần hơi có vẻ thâm ý nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, nhàn nhạt nói, cái này còn không đủ, không cách nào để cho ngươi khắc cốt minh tâm. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao ngày hôm nay như thế kỳ quái, nhưng là hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu, ngươi muốn xem vì sao dày đặc. Ta liền cho ngươi một đời vì sao dày đặc. Diệp Thần thanh âm rơi xuống, trong tay xuất hiện 10 viên linh thạch. Những linh thạch này là hắn đoạn này thời gian tìm tòi cướp mà được, cực kỳ chân quý. Ở Côn Lôn Hư, rất nhiều người tu luyện sẽ cháy tinh thạch, phóng thích linh khí, từ đó tăng tốc độ tu luyện. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười tự tin, đem linh thạch chợt ném lên thương khung. Đồng thời, 10 ngón tay ngưng tụ ra cực mạnh chân khí. Một tia ánh sáng ở lòng bàn tay lượn lờ. 10 ngón tay đốt trời. Chỉ gặp 10 đạo ánh sáng bắn đi ra ngoài, rơi vào trên bầu trời linh thạch. Ngay tức thì linh thạch nổ tung mở ra. Sáng chói như khói hoa, thêm tô điểm ở trên bầu trời, hóa là bầu trời đầy sao. Vô số linh khí phun trào, chung quanh khô héo cỏ cây lại hồi phục. Một mặt vì sao dày đặc. Mặt hồ vẫn vì sao dày đặc. Bởi vì mặt hồ linh khí phun trào, trong hồ nước vạn điều cẩm lý, lại nhảy ra nước hồ. Nước văng khắp nơi, từng đạo sóng gợn nhộn nhạo lên. Ra đời ở giữa thiếu nữ, cái nào có thể ở lần này trong cảnh tượng chút nào không say mê. Nhất định chính là mỏ đời kỳ quan. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết, thân thể run rẩy, hốc mắt đều là cảm động nước mắt. Nàng vốn cho là năm nay nhận được tốt nhất lễ vật là tinh thần chi lệ. Lại không nghĩ rằng, tình cảnh này, mới có thể gọi là thế gian tốt nhất lễ vật. Mấu chốt giờ phút này, hết thảy các thứ này đều là thuộc về nàng Hạ Nhược Tuyết. Côn Lôn Hư người đâu? Hạ Nhược Tuyết lòng như nai con vậy loạn đụng, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có kích động như vậy qua. Thậm chí hạnh phúc sắp bất tỉnh. Diệp Thần cảm ơn một màn này, ta đời này đều quên không? Diệp Thần cười một tiếng, ngươi lần sau nếu như còn muốn xem. Chỉ phải gọi ta là được. Hạ Nhược Tuyết nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu một cái. Giờ phút này Diệp Lăng Thiên và La Sát đứng ở Thu Đình Hồ bên bờ, diễn cảm có chút cổ quái.
ai có thể nghĩ tới chém chết Đường Ngạo, làm cho cả tỉnh Chiết Giang vô số thế lực văn gió mất phía thợ săn vậy mà sẽ có tâm tình và cô gái cuộc hẹn. Lại là không tiếc dùng như vậy quý báu linh thạch chế tạo một mảnh sáng lạng. Cái này giá quá lớn đi. Nếu như bị những cái kia tỉnh Chiết Giang cùng kinh thành thế lực biết, tất nhiên là kinh điệu cằm. Cổ có Chu U Vương là thu được Hồng Nhan cười một tiếng, gió lửa hí chư hầu bây giờ có hắn Diệp Thần là bác thiếu nữ cười một tiếng, linh thạch Khâu Thương Khung. Điện chủ thực lực mặc dù mạnh, nhưng là ta cuối cùng quên một chuyện, hắn chỉ bất quá mới tới tuổi 20 à, cái tuổi này không phải nên như vậy sao? Bất quá bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới thực lực này, điện chủ lại trưởng thành tiếp, một năm sau đó, có thể hay không thành là Hoa Hạ tông sư bảng người thứ nhất. Đi thôi. Diệp Lăng Thiên khóe miệng lộ ra vẻ mong đợi nụ cười, sau đó giảm thấp xuống mũ lưỡi chai, và La Sát cùng nhau biến mất ở trong bóng tối. Trong hồ, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết trở lại trên thuyền nhỏ, hai người ngược lại là rất hưởng thụ như vậy thời gian. Giết hại không phải bản tâm của hắn chính là giờ phút này. Diệp Thần ngày hôm nay thấy Hạ Nhược Tuyết cười không dưới trăm lần, loại này cười lúm đồng tiền dưới, hết thảy lộng lẫy và tuyệt vời đồ cũng chỉ có thể thành là nền. Buổi tối 9 giờ, Hạ Nhược Tuyết kéo Diệp Thần tay, nhìn lên đồng hồ, 9 giờ, chúng ta trở về đi thôi. Ngày hôm nay vậy điên xong hết rồi. Được. Hai người trở lại biệt thự, mỗi người hồi riêng mình gian phòng tắm. Không biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm giác sự việc có cái gì không đúng. Hắn để cho Diệp Lăng Thiên điều tra Hạ gia hết thảy, không có bất kỳ khác thường. Chẳng lẽ là bởi vì là Tần gia? Tần gia ở núi Côn Lôn, vẫn chưa về, hắn một mực để cho Long Hồn chú ý tỉnh Chiết Giang sân bay. Toa xe, thu lệ phí miệng cùng với các trạm xe. Một khi Tần gia trở về, hắn tất nhiên thời gian đầu tiên biết tin tức. Hơn nữa hắn không chỉ phải biết tin tức, còn muốn tàn sát Tần gia. Tần gia tồn tại tóm lại là một cái uy hiếp. Nhưng là dưới mắt Tần gia không có ở tỉnh Chiết Giang, tự nhiên không thể nào ảnh hưởng Nhược Tuyết tâm cảnh. Được rồi, không muốn, Hạ Nhược Tuyết trên người huyết quang tai ương chính là mấy ngày nay, bỏ mặc như thế nào. Ta mấy ngày nay liền tận lực và nàng sống chung một chỗ đi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bỏ mặc cục gì, bể tan tành nó chính là. Tắm xong, Diệp Thần trở lại gian phòng, ngồi xếp bằng, mới vừa gia nhập trạng thái tu luyện, liền phát hiện cửa phòng đột nhiên mở ra. Chỉ gặp Hạ Nhược Tuyết đứng ở cửa, tóc mới vừa thổi khô, nhưng là phát sao vẫn là dính một tia giọt nước. Có lẽ bởi vì phòng tắm nhiệt độ rất cao. Mặt nàng lên hồng thông thông, trong mắt lại là có chút phủ mị. Như một màn này, Diệp Thần không khỏi nuốt nước miếng một cái. Diệp Thần, tắm xong liền sao? Hạ Nhược Tuyết hỏi. Tắm xong? Diệp Thần đã đoán được cái gì? Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, làm bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ. Ta nói, ngày này chúng ta đều là quan hệ tình nhân, cho nên, ta đi vào, người hẳn không để ý đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, không ngại. Được. Hạ Nhược Tuyết đóng cửa lại, trực tiếp khóa trái. Cả nhà kích thích tố mùi vị không ngừng phát ra. Hạ Nhược Tuyết nhìn một cái chăn, trực tiếp vén lên, vậy trắng nõn chân dài, bước vào. Bầu không khí ngưng trọng. Mấu chốt Diệp Thần vẫn là có chút đoán không ra Hạ Nhược Tuyết con đường à. Cái này nhà đầu rốt cuộc muốn làm gì? Hai tròng mắt đối mặt ngay tức thì. Hạ Nhược Tuyết lên tiếng, tối hôm nay, ta là ngươi. Ngươi cũng là ta, chỉ như vậy. Một giây kế tiếp, Hạ Nhược Tuyết môi đỏ mọng thẳng tiếp hôn lên. Lại là trực tiếp đem Diệp Thần đẩy ngã lên giường. Cái này làm cho Diệp Thần có chút bối rối, nghịch đẩy. Hạ Nhược Tuyết băng sơn tính cách mặc dù hòa tan rất nhiều, nhưng là hoàn toàn không có đến nghịch đẩy đến nước. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết là thích mình vậy thích hắn. Bản thân này là lưỡng tình tương duyệt chuyện, nhưng là bất thình lình tiến triển có chút mau à. Diệp Thần, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là phụ nữ của ngươi. Hạ Nhược Tuyết trong trẻo lạnh lùng thanh âm chui vào Diệp Thần trong tai. Đi đôi với nặng nề thở dốc, trên người nàng quần áo trực tiếp bị nàng rút đi. Dãy núi ngạo nghễ, lại là không có dấu hiệu nào bắn ra ngoài. Bằng phẳng bụng hạ, không khỏi làm Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Hạ Nhược Tuyết vóc người thật ra thì vậy rất tốt,
hoặc giả là hàng năm kiện thân nguyên nhân, không có một chút thịt dư. Vóc người ma quỷ, hơn nữa ngày đó khiến cho gương mặt, cái người đàn ông nào có thể cầm giữ ở. Diệp Thần trên người quần áo cũng bị rút đi. Hai người hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau. Hạ Nhược Tuyết nhìn lướt qua Diệp Thần phía dưới, hơi kinh hãi, sắc mặt lại là thẹn thùng đỏ lên. Mặc dù mới vừa rồi rất cường thế, nhưng là đến một bước cuối cùng vẫn là có chút sợ hãi. Bất quá nàng không hối hận. Nàng quả thật thích Diệp Thần. Loại cảm giác này rất phi diệu, giống như, rời đi Diệp Thần, cái thế giới này thì biết đổi được không thú vị vậy. Còn như Tần Chính Dương và nàng hôn ước, nàng không quan tâm chút nào. Giờ khắc này, nàng bỏ mặc Tần ra lửa giận, cũng không để ý hết thảy, chỉ muốn và trước mắt người đàn ông này triền miên. Diệp Thần xoay mình đem Hạ Nhược Tuyết đặt ở dưới người. Bờ môi ở nàng mỗi một nơi hoàn mỹ ra thịt đòi lấy. Hạ Nhược Tuyết thành tựu tấm thân xử nữ, làm sao chịu được, thân thể mềm mại mềm nhũn ra. Không có một tia khí lực. Nàng lại là vô tình chạm tới một đoàn nóng như lửa. Từng cổ một dòng điện tựa như xuyên thấu thân thể của nàng. Hai tròng mắt đối mặt, Hạ Nhược Tuyết biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, gật đầu một cái. Một giây kế tiếp, một đoàn ấm áp bọc. Đau đớn, xé, nhưng là vừa có biệt dạng cảm giác. Ra giường trên lại là tản ra một đóa hoa mai. Hạ Nhược Tuyết cười, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác đây là nàng hạnh phúc nhất một khắc. Chí ít, ở ngày hôm nay, nàng không còn là Hạ Gia Thiên Kim. Nàng là Diệp Thần người phụ nữ. Chí ít, ở ngày hôm nay, nàng có thể quyết định mình vận mệnh. Nghĩa vô phản cố. Rất nhanh, hai món thân thể va chạm đứng lên, một cổ hoan ái chi du lan truyền ở toàn bộ gian phòng. Cùng lúc đó, Ninh Ba chạm tàu cao tốc. Một cách đại khái 13 tuổi cô gái xuất hiện ở chạm tàu cao tốc cửa. Nàng người mặc loãng áo lục tử, một gương mặt trái xoan mà, mặc dù non nớt nhưng là thanh tú, một đôi trong suốt ánh mắt ngưng mắt nhìn chung quanh. Đều là tò mò. Đầu nàng phát có chút xốc xếch, khi thấy có mấy cái tuổi không sai biệt lắm cô gái cõng túi xách đi qua bên cạnh nàng, nhíu mày một cái. Côn Lôn Hư người bên ngoài. Làm sao như thế yếu? Liền ngâm thân thể cảnh cũng không có. Cũng không biết tên kia ở đâu, lão gia nói hắn tới Ninh Ba, tại sao Ninh Ba không có một chút hơi thở? Giở trò quỷ gì? Cô gái nhíu mày một cái, hướng chạm xe đi ra ngoài. Mỗi đi mấy trăm mét, ngón tay liền bóp quyết, làm cái gì kỳ quái động tác tay? À, cái này tìm người vô tích sự thật khó, làm trễ nãi ta tu luyện thời gian. Mưa gió sắp tới, thế cục đổi, cô gái lấy ra một bản tấm ảnh, hướng về phía một cái đâm đầu đi tới trung niên nam tử phất tay một cái nói, ngươi đúng, chính là ngươi, tới đây một chút, bổn cô nương có chuyện hỏi ngươi. Cái đó mang mắt kiếng trung niên nam tử có chút bối rối, bất quá xem ở đối phương là một đứa nhỏ, hơn nữa bây giờ là buổi tối, nói không chừng đối phương lạc đường, vậy không có quá nhiều so đo, hiếu kỳ nói tiểu muội muội, ngươi đây là lạc đường sao? Cô gái lắc đầu một cái, chỉ trong hình người hỏi, người có hay không gặp qua trong hình cái này? Nếu như Diệp Thần ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện, trong tấm hình này chàng trai chính là hắn. Trung niên nam tử nhìn một cái trong hình người đàn ông, lắc đầu một cái, ta cũng không là người bản xứ, người hỏi một chút những người khác đi. Cô gái trong mắt có chút thất lạc, đột nhiên, nàng phát giác cái gì, thân thể ngay tức thì hóa là một đạo tàn ảnh. Biến mất ở người đàn ông trung niên trước mặt. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy một đạo cuồng gió cuộn sạch, sau đó, trước mặt bé gái lại không thấy. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, liền bóng dáng đều không à. Trung niên nam tử lấy mắt kiếng xuống, dụi mắt một cái, nói chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác. Xem ra mấy ngày nay làm thêm giờ quá độ. Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Thần mới vừa mở mắt ra. Theo bản năng muốn ôm chầm bên người Hạ Nhược Tuyết. Nhưng phát hiện bên người trống trơn như vậy. Hắn mặc xong quần áo, đơn giản giặt tóc một phen, vừa mới tới dưới lầu, liền phát hiện Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di đã đang ăn điểm tâm. Tôn Di liếc một cái Diệp Thần, mở miệng nói, thằng nhóc ngươi ngược lại là sẽ ngủ, cái này cũng mau 9 giờ, bình thường dậy sớm như thế, ngày hôm nay ngủ ngã nhào heo như nhau, ta đã gọi ngươi thật là nhiều lần. Bỏ mặc. Ngày hôm nay phải làm chuẩn bị sau cùng,
ta và Thẩm Hải Hoa đối với lần này buổi họp báo rất coi trọng, xem ở chúng ta như thế cực khổ phân thượng, người cái này phía sau màn ông chủ lớn có phải hay không phải nhiều cho điểm cuối năm phần thưởng nha. Tôn Di nói đùa. Diệp Thần gật đầu một cái, phải, toàn bộ tập đoàn Thiên Chính đều có thể cho ngươi. Tôn Di liếc một cái Diệp Thần, trực tiếp cầm lên túi liền chuẩn bị ra cửa, 11 giờ buổi họp báo, lần này buổi họp báo kết thúc, ta cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó cho các người làm chút ăn ngon. Nói xong Tôn Di liền biến mất ở biệt thự. Nhà ăn chỉ còn lại Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần. Diệp Thần rút ra Hạ Nhược Tuyết cái ghế bên cạnh. Mở miệng nói, bây giờ là không phải hẳn nói cho ta rốt cuộc phát sinh cái gì. Ngày hôm qua ngươi nhưng mà nói chính ngươi là phụ nữ của ta liền nha. Hạ Nhược Tuyết khuôn mặt đỏ lên, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần điện thoại di động reo. Là một cái tin nhắn ngắn. Diệp Thiên Sinh, nhận được tin tức, Tần gia trở về tỉnh Chiết Giang trên đường. Thấy tin tức này, Diệp Thần ngẩn ra. Chợt. Nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, người hẳn đã sớm biết Tần gia muốn trở lại chưa? Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, vốn là còn không biết nói thế nào lối ra, lại không nghĩ rằng chuyện này vẫn bị Diệp Thần biết. Người lo lắng hẳn là ngươi và Tần Chính Dương chuyện hôn ước tình đi. Diệp Thần tiếp tục nói, giọng tràn đầy rửng rưng. Mấy giây sau đó, Hạ Nhược Tuyết mới mở miệng nói, Diệp Thần, cảm ơn ngươi ngày hôm qua cho ta hết thảy, ta không hối hận. Nhưng là ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay Tần gia sự việc, bởi vì lần này không chỉ Tần gia trở về, còn có vị kia núi Côn Lôn cường giả cũng tới. Nghe được câu này, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Xem ra lần này Tần gia như vậy không chút kiêng kỵ, là cậy vào trước núi Côn Lôn vị kia. Nếu như hắn không đoán sai, cái này núi Côn Lôn cường giả rất có thể và hắn là một loại người. Thậm chí có thể là bị Côn Lôn hư đuổi ra khỏi vậy loại tồn tại. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng không sợ. Diệp Thần nắm Hạ Nhược Tuyết tay, gằn từng chữ, nếu ngươi là ta Diệp Thần người phụ nữ, vậy thế giới này cũng chưa có người có tư cách động ngươi. Tần gia trở về ngày, chính là lúc hắn diệt tộc. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, mấy giây sau đó, gật đầu một cái, ta nguyện ý. Được, cái này hai ngày ngươi ở biệt thự, còn dư lại sự việc giao cho ta. Diệp Thần nghiêm túc nói. Được, Hạ Nhược Tuyết không có phản bác cái gì, nàng biết là một người phụ nữ, thì phải ở một ít thời điểm không chùn bước tin tưởng nàng người đàn ông. Mấu chốt, trước mắt người đàn ông này, từ Ninh Ba đến tỉnh Chiết Giang, cho tới bây giờ không có thất bại qua. Diệp Thần đứng lên, đi thẳng tới lầu 2 sân thượng, đánh cú điện thoại đầu tiên, cho La Sát. 24 giờ, canh giữ ở biệt thự, người không quan hệ nếu như xông vào, giết chết không bị tội. Dạ, đại nhân. Diệp Thần lại phát ra cái thứ hai điện thoại. Tần gia muốn trở về, Diệp Lăng Thiên, ngươi thực lực như thế nào, ám điện lực lượng thì như thế nào? Điện chủ yên tâm, ngài kiếm phong chỉ, chính là ám điện chiến trường. Được. Diệp Thần vốn định múc ra điện thoại thứ ba. Nhưng là suy nghĩ rất lâu. Vẫn bỏ qua. Cú điện thoại này tạm thời hẳn không cần vận dụng. Hắn không biết lão đầu nói người kia có còn hay không còn sống. Từ Côn Lôn hư lúc đi ra, lão đầu chỉ ném ra một câu nói. Đến bên ngoài sau đó, nhớ, ngươi là ta đệ tử, không có ai có tư cách động ngươi. Nếu như bọn họ không có mắt, ngươi lại không cách nào đối phó, gọi điện thoại này. Hắn sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Nếu như cú điện thoại này không gọi được, liền đại biểu người nọ đã chết, ngươi và hắn vô duyên. Nhớ, cú điện thoại này chỉ có thể phát ra một lần, không tới sống chết du quan đang lúc, không muốn thử nghiệm. Đưa điện thoại di động bỏ vào túi, Diệp Thần nhắm mắt lại, tay cầm đá màu đen. Luân hồi mộ địa ngay tức thì hiện lên trước mắt, tòa thứ ba mộ bia ánh sáng càng ngày càng thịnh. Nhưng vẫn không có đạt tới dẫn động đến nước. Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện trảm long kiếm, nhìn về phía thương khung, hắn vậy sát cơ lạnh như băng bắn đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, núi Côn Lôn tới cường giả. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Tỉnh Chiết Giang vạn đạo ngươi sân bay. Một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi hạ xuống. Nguyên bản vạn đạo ngươi sân bay người rất ít, nhưng là lần này bên ngoài nhưng là thành nước chảy không lọt. Cổ quái là những người này không phải giống vậy theo đuổi ngôi sao tộc.
mỗi trên người một người hoặc là phun trào ra cực mạnh võ đạo hơi thở. Hoặc là liền là một bộ cấp trên tư thái. Trong bọn họ bất kỳ một người đơn độc lấy ra, cơ hồ đều là tỉnh Chiết Giang nhân vật lớn. Những người này đã sớm nhận được Tần gia trở về tin tức. Lại là biết Tần gia lần này mang trước núi Côn Lôn vị kia cao cấp cường giả trở về. Có thể để cho Tần gia chăn trở hai nơi, vận dụng toàn tộc lực lượng đi mời cường giả, làm sao có thể yếu. Vị này cường giả tồn tại, tất nhiên thay đổi bây giờ tỉnh Chiết Giang thế cục. Thậm chí đem vậy thợ săn Diệp Thần bao phủ âm ảnh, trực tiếp bổ ra. Mấy ngày nay, tỉnh Chiết Giang các võ đạo gia tộc, lòng người bàng hoàng. Rất sợ không cẩn thận đắc tội vậy thợ săn, trực tiếp bị diệt cả nhà. Mấu chốt Ô gia và Đường gia đều bị thằng nhóc này chém giết. Ai còn có thể ngăn cản hắn? Tiếp tục như vậy nữa, vậy thợ săn giống nhau muốn thành là tỉnh Chiết Giang trên mặt nổi người thứ nhất. Mà lần này Tần gia trở về, tất nhiên là thay đổi cục này thế tồn tại. Bọn họ mỗi một người đều là nhân tinh, bây giờ không đứng đội, lại phải đợi tới khi nào. Ở mọi người trông mong ngóng trông dưới, máy bay hoàn toàn dừng lại. Cửa máy bay mở ra, cầm đầu đi ra lại là một cái ăn mặc trường bào ông già. Ông già ánh mắt rất nhỏ, nhưng là mỗi bước ra một bước, liền phun trào ra một cổ cực mạnh khí thế. Không chỉ như vậy, Tần gia gia chủ cùng với Tần gia vị kia thiên tài võ đạo Tần Chính Dương đều cẩn thận theo sau lưng. Sinh sợ đắc tội cái đó ông già. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Bọn họ tự nhiên biết cái này trường bào cụ già chính là Tần gia không xa vạn dặm đi mời vị kia cao cấp cường giả. Mặc dù không biết ông già thực lực như thế nào, nhưng là có thể Tần gia như vậy nịnh hót và cung kính. Tất nhiên khủng bố. Trường bào ông già xuống máy bay, ánh mắt quét mắt tất cả mọi người một cái, đối với Tần Chính Dương nói, đồ nhi, xem ra ngươi Tần gia ở tỉnh Chiết Giang có chút uy danh, nhiều người như vậy tới đón tiếp ngươi, trong đó không thiếu mấy vị cường giả. Tần Chính Dương cười một tiếng, vội vàng nói, sư phụ có thể hiểu lầm rồi, ta Tần gia còn không có loại nội tình này, những người này đều là vì mắt thấy sư phụ ngài phong thái. Mắt thấy ta phong thái, trường bào ông già có chút kinh ngạc, ta bất quá là tục tên mà thôi, tỉnh Chiết Giang người khởi sẽ biết. Tần Chính Dương thần bí nói, có phải hay không, chờ một hồi tất nhiên biết. Đúng rồi sư phụ. Đồ nhi nghe nói gần đây đoạn này thời gian tỉnh Chiết Giang ngang trời xuất thế một cái thợ săn, người này tuổi còn trẻ liền đem tỉnh Chiết Giang hai đại võ đạo gia tộc diệt môn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tỉnh Chiết Giang bây giờ lòng người bàng hoàng à. Trường bào ông già mày trắng khều một cái, còn có loại chuyện này. Thợ săn, còn hơi một tí diệt môn, loại này cuồng ngông người, vậy đều không sống nổi quá lâu. Tần Chính Dương con ngươi một chuyển, tiếp tục nói, sư phụ. Nếu như thằng nhóc này đối phó ta Tần gia làm thế nào? Trường bào ông già bước chân dừng lại, hừ lạnh một tiếng, yên tâm, có ta ở đây, người này còn không có bước vào Tần gia cửa, cũng đã hóa là một đạo xương máu. Nghe được cái này câu trả lời, Tần Chính Dương trong lòng mừng như điên, hắn chờ chính là những lời này. Đoạn này thời gian, hắn đứt quãng nghe được tỉnh Chiết Giang một ít chuyện tình, tự nhiên biết Huyết Mai Điện không có đem Diệp Thần giết chết. Mấu chốt Tần gia không có ở đây đoạn này thời gian Diệp Thần lớn lên quá nhanh. Sắp đến hắn ánh sáng đã che phủ không được. Nếu như Diệp Thần thật như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, vậy bây giờ Tần gia muốn phải đối phó liền quá khó khăn. Chỉ có mượn sư phụ, có cái này câu trả lời, hắn liền giống như ăn một viên thuốc an thần. Đoàn người xuống máy bay, rất nhanh, một vị kia vị võ đạo gia tộc gia chủ liền dâng lên. Lại là từ trong lòng ngực rối rít lấy ra một phần chân quý lễ vật. Tông sư hạ xuống tỉnh Chiết Giang, đây là ta phương ra một chút tâm ý. Tông sư khí vũ bất phàm, ta từ ra thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một quả thanh vân đan hiến tặng cho tông sư. Tông sư, ta ở đỉnh nguyên nhà hàng bầy chỗ trang nhã là tông sư và Tần gia tiếp gió tẩy trần, xin nể mặt. Một phần chân quý lễ vật hướng trường bào ông già đưa tới. Đều bị Tần gia người làm từng cái tiếp. Trường bào ông già không nói gì, hắn tự nhiên biết đám người này làm như vậy nguyên nhân. Không phải là tìm kiếm đứng đội và che chở mà thôi. Hèn mọn người yếu, một mực như vậy. Tần Chính Dương cảm thấy vậy không sai biệt lắm, liền cất cao giọng nói, chư vị, ăn cơm thì không cần,
ta Tần gia ở Nam Tần Sơn Trang đã là ân sư thiết lập tốt tiệc rượu, mọi người nếu như không ngại, ngược lại là có thể cùng chung đi, thuận tiện gặp gặp ân sư phong thái. Những người đó nghe được Tần Chính Dương lại trở thành trường bào ông lão học trò, trong mắt đều là kinh ngạc và hâm mộ. Cứ như vậy, tỉnh Chiết Giang Tần gia thứ nhất ngai vàng hoàn toàn ổn à. Ngay tại lúc này, một cái bé gái vừa vặn đi qua ra cửa trạm, hắn bên người đi theo một cái giống vậy có võ đạo hơi thở người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên chính là Ninh Ba Mạnh gia gia chủ Mạnh Nguyên Xương. Ban đầu Sở Thục Nhiên đối phó Mạnh gia thời điểm, Diệp Thần bất ngờ cứu hắn một mạng. Tối ngày hôm qua bé gái chính là phát hiện Mạnh Nguyên Xương trên người có Diệp Thần hơi thở, cho nên trực tiếp tìm được, lại là uy hiếp Mạnh Nguyên Xương mang nàng đi gặp Diệp Thần. Mạnh Nguyên Xương cây bản không muốn để ý tới, nhưng là khi thấy bé gái thực lực nháy mắt, hắn thật gặp quỷ sống. Cái này một cái chừng 10 tuổi cô gái nhỏ, lại có thể so hắn tu luyện mấy chục năm tồn tại còn kinh khủng hơn. Ninh Ba rốt cuộc thế nào, lập tức hiện ra nhiều như vậy yêu nghiệt tài. Mạnh Nguyên Xương biết Tần gia bên kia người đều là tỉnh Chiết Giang cao cấp cường giả, rất sợ sau lưng bé gái gây chuyện, liền dẫn bé gái hướng một hướng khác đi. Khởi liệu, bé gái căn bản không dự định đi, ngược lại có nhiều thú vị nhìn chằm chằm cái đó trường bào ông già, trong miệng lẩm bẩm nói, rốt cuộc đụng gặp một cái có thể đánh, không được, ta phải đi và vui đùa một chút. Mạnh Nguyên Xương sợ sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, bà cô, van cầu ngươi, chớ đi chọc chuyện đi, nói không chừng lập tức có thể thấy Diệp Đại Sư. Bé gái suy nghĩ một chút, thu hồi chiến đấu sao sao, được rồi, hay là tìm Diệp Thần muốn chặt, mau dẫn đường. Ngày hôm nay không thấy được Diệp Thần, ta để cho ngươi cảm thụ một chút ta cây bông vải giết người quyền. Mạnh Nguyên Xương. Biệt thự. Diệp Thần ở trên ghế salon xếp chân tu luyện, mà Hạ Nhược Tuyết thì nhìn tạp chí. Hạ Nhược Tuyết nhiều lần dự định đi ra ngoài, đều bị Diệp Thần cự tuyệt. Dưới mắt, Diệp Thần trừ tu luyện, chuyện trọng yếu nhất liền là bảo vệ Hạ Nhược Tuyết. Nửa bước không rời. Bởi vì hắn phát hiện Hạ Nhược Tuyết cái trán vậy đạo hung sát khí càng ngày càng đậm. Cực kỳ bất lợi. Còn như Tần gia, hắn cũng không dự định tự mình đến cửa, hắn tin tưởng Tần gia mình sẽ đem mặt sáp tới gần, cho hắn tát. Hắn bây giờ nhất cần phải làm chính là đánh vào một chút tu vi, nói không chừng bước vào một cái cảnh giới nhỏ, vậy khối thứ ba mộ bia là có thể hoàn toàn dẫn động. Đây chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Trước mắt duy nhất biến số chính là Tần gia núi Côn Lôn mời tới vị cường giả kia. Nếu như đối phương thực lực và hắn như nhau, đó cũng không có nổi lo về sau. Nếu như thực lực vượt qua xa hắn, nhất định là một cuộc ác chiến. Đinh! Diệp Thần điện thoại di động reo. Long hồn tin tức Diệp tiên sinh, Tần gia đoàn người đã xuống máy bay. Sau đó, Hạ Nhược Tuyết điện thoại di động vậy vang lên. Khi nàng nhìn thấy trên điện thoại di động tên chữ, sắc mặt hơi đổi một chút, vừa định đưa tay ra tiếp, một cổ kính khí cuộn sạch, điện thoại di động trực tiếp bị Diệp Thần hung hãn chộp vào lòng bàn tay. Diệp Thần nhìn lướt qua tên chữ, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Ấn nút tiếp nghe. Một đạo giọng tà mị truyền tới, Hạ Nhược Tuyết, ước định ban đầu ngươi hẳn rõ ràng đi, ta Tần Chính Dương lúc trở lại, chính là chúng ta hôn ước lúc. Ta muốn. Lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thần cắt đứt, Tần Chính Dương, có thể phải để cho ngươi thất vọng, Nhược Tuyết bây giờ là phụ nữ của ta. Bên đầu điện thoại kia nghe được cái này thanh âm, ngẩn ra, sau đó một cổ tức giận xuyên thấu tới, Diệp Thần. Bót! Bên đầu điện thoại kia truyền tới một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn cúp. Diệp Thần con ngươi lóe lên một tia rét lạnh. Chiến đấu đã vang dội. Xuất sắc ngày mai tiếp tục thật là nhiều người nói đổi mới sự việc, ta thật toàn lực, chương một muốn viết 2 giờ trở lên, 7 chương trên căn bản mười mấy giờ không quá ta nguyện ý thỉnh thoảng suốt đêm viết cho mọi người, nhưng là mỗi ngày suốt đêm viết thân thể không gánh nổi, lại trở về quê quán trước ta rút ra một ngày suốt đêm bạo càng một lần tặng lại mọi người đi. Đường đèo quốc lộ. Một chiếc Bentley xe thương vụ, lái về phía Nam Tần Sơn Trang. Bên trong xe. Tần Chính Dương nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, trực tiếp bóp vỡ điện thoại di động, một cổ tức giận ý thẳng xông lên đỉnh đầu. Hạ Nhược Tuyết là hắn người phụ nữ, thằng nhóc này có cái gì tư cách động? Hơn nữa mới vừa rồi cái này Diệp Thần rất ý tứ rõ ràng.
hắn và Hạ Nhược Tuyết bây giờ tất nhiên đã chuyện gì xảy ra. Thật là đáng chết. Vừa nghĩ tới mình vị hôn thê lại bị người khác nhanh chân giành trước. Trong mắt hắn ngay tức thì chợt hiện ra cực kỳ lạnh người âm u. Hạ Nhược Tuyết tiện nhân này, lại dám và ta đối nghịch. Tốt, rất tốt, ngươi lấy làm cái này liền có thể tránh thoát ta. Nằm mơ. Không có ai có thể đứng ở ta phía đối lập, bây giờ ta không chỉ muốn kết hôn ngươi, còn phải ngay toàn bộ tỉnh Chiết Giang mặt của mọi người, làm nhục ngươi. Tần Chính Dương lửa giận trong lòng trong đốt, gào lên. Ngồi ở đối diện trường bào ông già tựa như phát giác cái gì, mở miệng nói, đồ nhi, chuyện gì để cho ngươi tức giận như vậy? Nói ra vi sư có lẽ có thể giúp một tay. Tần Chính Dương suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, không có chuyện gì, chẳng qua là nghe nói vậy thợ săn cực kỳ cuồng ngông. Có chút nổi nóng mà thôi. Hắn tự nhiên không thể nào đem việc này nói ra. Đây đối với bất kỳ một người nào người đàn ông đều là sỉ nhục à. Huống chi, nếu như sư phụ biết, tất nhiên sẽ xem nhẹ hắn Tần gia. Liền một người phụ nữ cũng không phòng giữ được, còn muốn thủ giang sơn. Trường bào ông già hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Tần Chính Dương, đồ nhi yên tâm, vậy thợ săn nếu như dám bước vào Tần gia, ta liền để cho hắn chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn lại nghĩ tới điều gì? Đối với Tần Chính Dương nói, đồ nhi, ở núi Côn Lôn thời điểm nghe nói ngươi trở về chuyện thứ nhất chính là thành thân, ngày hôm nay lúc nào đem cô bé kia mang đến cho vi sư xem, ta cũng tốt là các người xem bói hạ nhân duyên. Tần Chính Dương nghe xong sắc mặt có cái gì không đúng, nhưng vẫn là nói, sư phụ nói đúng, đợi tới Nam Tần Sơn Trang, ta liền phái người đi mời. Ừ, trường bào ông già không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại. Hắn quanh thân phun trào ra một tia lại một chút linh khí. Xe Bentley chung quanh hết thảy tựa như đều bị người khống chế. Đây mới thực là cường giả thao túng thế. Nửa giờ sau đó, Nam Tần Sơn Trang, một nơi gian phòng. Tần Chính Dương bí mật tìm tới Tần gia 6 vị cao thủ. Cái này 6 người thực lực cơ hồ có thể ở Tần gia xếp trước 10. Tần Chính Dương con ngươi lạnh như băng, ra lệnh, nếu như ta không đoán sai. Hạ Nhược Tuyết hẳn ở thằng nhóc kia trong biệt thự, các người 6 người đi thăm dò một chút để, nếu như thằng nhóc kia không có ở, trực tiếp đem Hạ Nhược Tuyết mang trở về Sơn Trang, nếu như thằng nhóc kia ở đây, các người liền nhân cơ hội dò xét một chút đối phương thực lực, ngoại giới lời đồn đãi không nhất định coi là thật, vẫn là phải mắt gặp là thật mới được. Tần Thiếu, biệt thự Minh Thúy, mang mũ lưỡi chai và kính mát la sát liền ngồi ở biệt thự bên ngoài một nơi trong đình. Đây là khu biệt thự Minh Thúy nơi công cộng, cùng Diệp Thần chỗ ở biệt thự chỉ bất quá mấy chục mét khoảng cách, hơn nữa vừa vặn có thể biết rõ chung quanh hết thảy. Hắn đã ở bên ngoài ngồi ròng rã 6 giờ. Như núi bất động, ai có thể nghĩ tới ở đó một đất nước xưng bá một phe tồn tại, lại đang nơi này làm loại này vô tích sự. Hắn không có lựa chọn, một giọt máu tươi đã bị đối phương nắm trong tay. Diệp Thần muốn giết chết mình dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi Diệp Thần sau lưng còn đứng vị kia cực kỳ kinh khủng cường giả Trần Kình Thương. Có lẽ ở lại Diệp Thần bên người, không nhất định là chuyện xấu. Đột nhiên, La Sát phát hiện cái gì, con người bỗng nhiên co rúm một cái, sát cơ lạnh như băng phóng thích mở. Chỉ gặp trong tầm mắt, 6 người đang hướng một nơi biệt thự vọt tới, mấu chốt cái này 6 trên người cũng phun trào ra cực mạnh hơi thở. Võ đạo cường giả. Không nghĩ nhiều nữa, La Sát bước chân nhẹ một chút, thân thể lại là như đạn đại bác vậy xông ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Chớp mắt bây giờ sẽ đến Tần gia 6 vị cao thủ trước mặt. Vậy Tần gia 6 vị cường giả hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể sẽ có một cái trang điểm quái dị như vậy người ngăn ở trước mắt. Bởi vì cục võ đạo Hoa Hạ phong tỏa hết thảy tin tức, Tần gia tự nhiên không có tư cách biết La Sát ở đài võ đạo biểu hiện. La Sát ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mắt 6 người, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta chỉ nói một câu, người bất kỳ không được đến gần căn biệt thự kia, người vi phạm, giết. Chỉ một câu nói, La Sát liền thả ra sát cơ lạnh như băng, làm cho lòng người sợ hãi. Xem ra ngươi là tiểu súc sinh kia chó. Súc sinh kia đắc tội Tần Thiếu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được mấy câu nói này. La Sát trong tay xuất hiện một chuôi đoản đao. Đoản đao cực kỳ sắc bén,
sắc bén lạnh người. Sáu người kia cảm thấy không đúng, nhìn nhau, không do dự nữa, động thủ. Một giây kế tiếp, sáu người hướng La Sát vào tới, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt bây giờ, quyền ảnh, trường ảnh ùn ùn kéo đến tới, giống như một bản lưới lớn hướng La Sát phủ tới. Vô tận ý định giết người nếu như đổi thành vậy võ giả hù đều phải hù chết. Nhưng là La Sát không sợ chút nào, khóe miệng phác họa một đạo cười nhạt, hai chân ầm ầm bùng nổ, cả người lại nhảy một cái 3 mét cao. Sau đó, chân phải một chuyển, trực tiếp hướng vậy tấm chiêu thức ngưng tụ lưới lớn càn quét đi. Xé kéo. Chân phải của hắn trực tiếp xé quyền ảnh và trưởng ấn. Lại là vững vàng đập về phía trong đó hai người. Bành. Sức lực gió cuộn sạch, khí thế ngút trời. Hai người kia chỉ cảm thấy toàn thân bị một máy xe ủi đất đụng vào, thân thể lật. Trực tiếp nện ở cách đó không xa sân cỏ trên. Ngay cả là sân cỏ, là bọn họ chậm lại một tia lực lượng, cả người xương cốt vẫn là gãy lìa. Hai người kềm nén không được nữa, khạc ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn ngất đi. Một màn này để cho còn dư lại mấy người giật mình. Ai có thể nghĩ tới đối mặt sáu vị cường giả đồng thời công kích, tên này không chỉ không có bị thương, còn đánh bại mấy người còn lại. Đây là cái gì quỷ? Đến phiên các ngươi. Còn không chờ vậy còn dư lại bốn người kịp phản ứng, La Sát bóng người biến mất. Một giây kế tiếp, xuất hiện ở trong đám người. Như một hồi gió bão cuộn sạch đi, đến mức một mảnh hỗn độn. Tần gia cường giả chết, bị thương tổn thương. Căn bản không có sức đánh một trận. La Sát đối phó bọn họ giống như là một cái con voi nghiền chết một con kiến vậy ung dung. Mấu chốt cường giả loại này, đặt ở bất kỳ địa phương cũng biết thành là chỗ thượng khách, làm sao ở Diệp Thần nơi này, nhưng trở thành giữ cửa vậy tồn tại. Còn không chờ những người đó kịp phản ứng, cổng biệt thự mở ra. Diệp Thần nhìn lướt qua trên đất cơ hồ trọng thương mấy người, còn người mang một tia lãnh ý, hắn đi tới một người trong đó trước mặt. Trên cao nhìn xuống hỏi, nếu như ta không có đoán sai, là Tần Chính Dương để cho các người tới đi. Người nọ ngậm chặt miệng không muốn mở miệng nói chuyện, khởi liệu, La Sát một cước dậm ở tay hắn chỉ trên. Năm ngón tay liên tâm, cường đại đau đớn cơ hồ để cho hắn giữ tợn. Trả lời đại nhân vấn đề, nếu không, ta để cho ngươi đau đến không muốn sống. Người nọ căn bản không để ý tới hết thảy, không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng. Tần thiếu để cho chúng ta tới dẫn đi Hạ tiểu thư. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, xin đại nhân tha ta một mạng. Diệp Thần nhìn lướt qua còn dư lại mấy người, đối với La Sát nói, trừ người này, tất cả mọi người toàn bộ xử lý. Dạ, đại nhân. La Sát hướng còn dư lại mấy người đi. Mà Diệp Thần thì ngồi chồm hổm xuống, lấy ra một viên đan dược, đối với vậy Tần gia cao thủ nói, đem đan dược này ăn vào. Sau đó giúp ta mang một câu nói cho Tần Chính Dương. Người nọ nhìn Diệp Thần đưa tới đan dược, biết rõ đây không phải là thứ tốt gì, nhưng là hắn giờ phút này căn bản không có dương. Hắn mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Thần tay xí đan dược trực tiếp bắn đi ra ngoài, chui vào miệng của hắn trong. Thuốc mùi thơm khắp nơi, hắn cảm giác được mình thân thể khỏe giống như đốt vậy. Sau đó, Diệp Thần một câu lời nói lạnh như băng trực tiếp rơi xuống. Nói cho Tần Chính Dương, để cho hắn hưởng thụ cuối cùng còn dư lại mấy cái nghiêng em mờ chút thời gian, ta liền sẽ đích thân đi Nam Tần Sơn Trang lấy mạng. Dứt lời, người nọ trực tiếp bị Diệp Thần ném ra ngoài. Người nọ nặng nề nện xuống đất, cảm giác toàn thân xương cũng bung cái khung, bất đắc dĩ chỉ có thể vận chuyển công pháp, chống đỡ thân thể hướng bên ngoài đi. Diệp Thần con người híp lại, ở bên ngoài ngây ngẩn một hồi, mới vừa dự định hồi biệt thự. Sau lưng truyền đến một giọng nói. Hai đạo thân ảnh hướng hắn đi tới. Diệp Thần, bây giờ toàn bộ Chiết Giang mới ở truyền cho ngươi và Tần gia đánh một trận sự việc, ta nghĩ, ngươi bây giờ chính là cần huyết mai điện thời điểm. Diệp Thần bước chân dừng lại, không có xoay người, liền biết đứng sau lưng hai người. Một vị trong đó cô gái đang lục hàn xương, còn như một cái khác chính là huyết mai điện Chiết Giang phân bộ người trưởng Đà Lăng Phong. Ta nói. Không cần, Diệp Thần nói. Lăng Phong cười một tiếng, ngươi cũng biết Tần gia đem núi Côn Lôn vị kia mời tới, lấy ngươi lực lượng căn bản không có thể là địch, bây giờ Tần gia xưa không bằng nay, đã vững vàng trở thành tỉnh Chiết Giang đệ nhất gia tộc, thậm chí có thể nói là Chiết Giang thư đang cao cấp võ đạo lực lượng,
ngươi lực một người như thế nào đối kháng? Chỉ cần ngươi đáp ứng thành là ta huyết mai điện sát thủ, ta tất nhiên từ huyết mai điện trụ sở chính tiếp viện cường giả, giúp ngươi một tay. Ở Lăng Phong xem ra, hành động này không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Tên này nếu như dài điểm đầu óc nói, căn bản không có thể cự tuyệt. Lăng Phong gặp Diệp Thần không nói gì, lấy là đối phương động lòng, liền tiếp tục nói, ngươi coi như không cân nhắc cho mình, cũng phải là Hạ Nhược Tuyết cân nhắc, huyết mai điện ở Hoa Hạ nội tình cũng không phải là chính là một cái Tần gia có thể phản kháng. Thậm chí không cần ngươi ra tay, huyết mai điện sẽ có thể giúp ngươi xóa sạch Tần gia. Cái này điều kiện rất phong phú, ta tin tưởng ngươi bây giờ vậy không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Lăng Phong vốn cho là Diệp Thần sẽ thỏa hiệp, lại không nghĩ rằng Diệp Thần trực tiếp xoay người rời đi. La Sát, nếu như cái này hai người lại không rời đi, như nhau tỉ vết. Lăng Phong và Lục Hàn Sương diễn cảm biến đổi, hai người con ngươi chuồng ngựa kinh hoàng. Không nghĩ tới ở nơi này loại tử cục hạ, Diệp Thần vẫn cự tuyệt. Không có huyết mai điện, hắn là không dự định sống qua ngày hôm nay. Lăng Phong mới vừa dự định tiến lên, một đạo thân ảnh chắn trước mặt hắn. Chính là La Sát. Mặc dù đeo kính mát, nhưng là vậy sát ý cường đại và lạnh như băng cảm giác, lại để cho Lăng Phong cảm thấy vẻ sợ hãi. Diệp Thần bên người vẫn còn có loại cao thủ này. Bọn họ tới trễ mấy phút, cũng không nhìn thấy La Sát ra tay. Nhưng là cái này không tí ti ảnh hưởng bọn họ đối với La Sát thực lực cảm giác. Nếu như lại không rời đi, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lăng Phong và Lục Hàn Sương nhìn nhau, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Cùng lúc đó, Nam Tần Sơn Trang. Tần Chính Dương cửa phòng bị gõ. Hắn con người vui mừng, vội vàng nói, vào đi. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Thiếu gia. Tần Chính Dương đứng lên, thấy trước mắt nam tử, con người tràn đầy vẻ tức giận. Xảy ra chuyện. Hắn cũng không để ý người đàn ông kia có phải hay không bị thương, trực tiếp cầm một cái chế trụ liền hắn cổ. Nói, rốt cuộc phát sinh cái gì đạo liền một mình ngươi trở về. Mấy người còn lại đâu? Tần Chính Dương thanh âm lạnh như băng đến mức tận cùng. Nam người sắc mặt tái nhợt, sợ đến trình độ cao nhất, chỉ có thể thanh âm khàn khàn nói, tên kia bên người có một người cao thủ, người còn lại đều bị chém giết thậm chí thả ta trở về, để cho ta mang một câu nói cho ngài. Bành! Tần Chính Dương trực tiếp đem người đàn ông nặng nề ném ra ngoài. Hắn nói cái gì? Người đàn ông kia do dự mấy giây, vẫn là đàng hoàng nói, hắn để cho thiếu gia ngài hưởng thụ cuối cùng còn dư lại mấy cái nghiêng em mờ chút thời gian, hắn liền sẽ đích thân đi Nam Tần Sơn Trang lấy mạng. Nói xong, người đàn ông kia cảm giác được thân thể truyền đến một đạo nóng như lửa cảm giác. Hắn thân thể lại là giống như bong bóng vậy bành trướng lên. Tần Chính Dương mặt liền biến sắc, vừa mới chuẩn bị hướng phía ngoài đi. Nam tử đột nhiên nổ, cổ huyết khí thẳng xông lên cả nhà. Tần Chính Dương thân thể tại chỗ bị lật. Đầy nhà đều là màu máu. Nhìn thấy mà giật mình. Tần Chính Dương trên mặt tất cả đều là máu tươi. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có như vậy chật vật qua. Hắn mặt đầy tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Thần Quy ngày không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Một tiếng gầm thét sau đó, Tần Chính Dương tỉnh táo lại, bấm một số điện thoại. Đem tiện nhân kia phụ mẫu cũng cho ta mang tới Nam Tần Sơn Trang tới, ta đây muốn biết, tiện nhân kia ở phụ mẫu và cái này rác rưởi trước mặt, sẽ làm sao Dương? Nửa nghiêng sau đó, biệt thự Minh Thúy. Hạ Nhược Tuyết ở trong biệt thự đi tới đi lui, không biết vì sao trong lòng có chút bất an. Diệp Thần nhìn một chút thời gian, phát tài cái tin nhắn ngắn cho Diệp Lăng Thiên. Chuẩn bị thế nào? Rất nhanh hắn nhận được Diệp Lăng Thiên tin tức đã đến Nam Tần Sơn Trang vòng ngoài, chờ điện chủ ra lệnh. Được. Diệp Thần đứng lên, đi tới Hạ Nhược Tuyết bên người, thuận thế long liền Hạ Nhược Tuyết eo ếch. Ta đi ra ngoài một chuyến, tiếp theo đoạn này thời gian, La Sát sẽ bảo hộ ngươi. Hạ Nhược Tuyết dĩ nhiên biết Diệp Thần phải làm gì, mới vừa muốn nói chuyện, nàng điện thoại di động reo. Là Hạ Mẫu đánh tới. Mụ, thế nào? Hạ Nhược Tuyết vốn cho là bên đầu điện thoại kia sẽ chuyển tới mẫu thân thanh âm, lại không nghĩ rằng, một đạo tà mị nam tiếng vang lên. Hạ Nhược Tuyết, một cái tiếng sau đó,
ngươi như quả không ngoài bây giờ Nam Tần Sơn Trang, ta thề, ta sẽ đem ngươi phụ mẫu đầu tự mình chém xuống, sau đó đưa tới cho ngươi làm lễ vật. Ha ha ha! Hạ Nhược Tuyết sắc mặt tràn đầy vẻ tức giận, lớn tiếng nói, Tần Chính Dương, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Tần Chính Dương không phản ứng chút nào, ngược lại tiếp tục nói, hèn hạ. Ngươi sợ là không có gặp qua ta càng hèn hạ một mặt khác, chuyển cáo Diệp Thần vậy hạnh. Chờ một hồi chính là sư phó ta mời khách dùng cơm, nếu như hắn dám đến, ta Tần gia đặc biệt hoan nghênh. Rất nhanh, điện thoại cúp. Hạ Nhược Tuyết con ngươi lộ ra một chút do dự, quả đấm cầm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Dưới mắt, nàng không có gì dương, phụ mẫu vận mệnh liền nắm giữ ở trên tay của nàng. Nàng quyết định cái gì, nhìn về phía Diệp Thần, kiên định nói, Diệp Thần, có thể hay không mang ta Nam Tần Sơn Trang, ta sợ ta phụ mẫu. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu một mực ở cưỡng bách nàng cái gì, nhưng là nàng rất rõ ràng, phụ mẫu là thật yêu nàng. Có chút quyết định, chẳng qua là bị bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ phụ mẫu xảy ra chuyện, nếu như nàng không đứng ra, có thể cả đời đều sẽ có âm ảnh. Tới, Diệp Thần dĩ nhiên là nghe được trong điện thoại nội dung, gật đầu một cái, được, vậy ngươi và ta cùng đi một chuyến Nam Tần Sơn Trang đi. Ám niệm và la sát cái này hai món lực lượng đồng thời tồn tại, muốn phải bảo vệ Hạ Nhược Tuyết an toàn hẳn không phải là việc khó. Nàng muốn đi, đi liền đi. Chiết Giang Thấp Chính khách sạn cấp 5 sao, lầu cuối phòng tổng thống. Giang Kiếm Phong đứng ở trước cửa sổ sát sàn, con người híp lại, nhìn về phía tỉnh Chiết Giang phong cảnh. Hắn sau lưng quỳ một người đàn ông, đang như nói tỉnh Chiết Giang một ít chuyện tình. Chiết Giang chi cảnh cùng kinh thành so ra, mặc dù tuấn mỹ hào phóng, nhưng là nhưng ít đi một tia khí vận. Chiết Giang thụ rất nhiều người trong mắt có thể cũng khá lớn. Nhưng mà cùng bọn họ đạp ở kinh thành, liền sẽ phát hiện Chiết Giang thơ nhỏ bé. Bỏ mặc người, cũng hoặc là chuyện. Hồi lâu, người phía sau đã đem sự việc nói xong. Giang Kiếm Phong vậy quay lại, nhàn nhạt nói, ý ngươi là nói, nghiệt chủng kia giữ nhiều lành ít. Quỳ dưới đất nam tử gật đầu một cái, Giang tiên sinh, Tần gia có thể không đủ gây sợ hãi, nhưng là vậy núi Côn Lôn xuống cường giả, không đơn giản như vậy. Ta hôm nay đi sân bay lên nhìn một cái, mặc dù đối phương không có ra tay, nhưng là ta có thể cảm nhận được trên người đối phương dũng động hơi thở mạnh coi là Diệp Thần có vậy la sát ở đây, vậy căn bản không có còn sống có thể. Giang Kiếm Phong khóe miệng lộ ra một tia châu chấu, ta nhớ mấy ngày trước ngươi cũng đã nói lời tương tự, nhưng là nghiệt chủng kia không phải còn sống thật tốt. Nam tử ngẩn ra, trên mặt có cái gì không đúng. Nhưng vẫn là nói, mấy lần trước là bởi vì là không có hoàn toàn thăm dò nghiệt chủng kia lai lịch, bây giờ cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa ta bên này đã nhận được tin tức, nghiệt chủng kia bây giờ đã rời đi biệt thự Minh Thúy, hướng Nam Tần Sơn Trang đi. Giang Kiếm Phong gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế salon, lòng bàn tay nắm hai cái linh thạch. Linh thạch xoay tròn, toàn bộ khách sạn gian phòng tràn ra cực mạnh linh khí. Hồi lâu, hắn mở miệng nói. Người vậy lên đường đi một chuyến Nam Tần Sơn Trang, nếu như nghiệt chủng này chết hiểu, hoặc giả là chúng mục tiêu định trước, nếu như nghiệt chủng này may mắn còn sống, người tự mình đem hắn mang tới trước mặt của ta. Ta đây là muốn xem, một cái phàm căn phế vật, là đi như thế nào đến hôm nay bước này. Giang tiên sinh. Nam Tần Sơn Trang. Tân khách đầy ngập. Đại đa số người tới nơi này cũng là vì thấy núi Côn Lôn Tông Sư phong thái. Trọng yếu hơn chính là, tất cả mọi người trong lòng rất rõ ràng, ngày hôm nay vậy thợ săn rất có thể cũng tới Nam Tần Sơn Trang. Nếu như vậy thợ săn Diệp Thần tới, có thể có mấy phần thắng. Ta cảm thấy một phần, dựa theo vậy Diệp Thần thực lực, Tần gia có thể không đủ để chống lại, nhưng là nếu như cộng thêm vị kia núi Côn Lôn cường giả thì thật không nhất định. Quả thật, ta từ vị kia trường bào trên người lão giả, cảm thấy một loại cực hạn nguy hiểm loại nguy hiểm. Xa so Đường Ngạo và vậy thợ săn Diệp Thần còn đáng sợ hơn. Mọi người đừng nói như vậy, ta đây là cảm thấy vậy Diệp Thần sẽ không bước vào Nam Tần Sơn Trang, nói không chừng thằng này sớm rời đi tỉnh Chiết Giang, dẫu sao Tần gia sau khi trở về, tỉnh Chiết Giang thế cục hoàn toàn thay đổi bản thế chân vạc ba chân tỉnh Chiết Giang võ đạo giới có thể biến thành Tần gia vi tôn. Thì không ngừng có người đang thấp giọng nghị luận. Mà cách đó không xa,
ngồi một cái trung niên nam tử và thiếu nữ. Chính là Lăng Phong và Lục Hàn Sương. Hai người chưa bao giờ lấy bộ mặt thật kỳ nhân, đơn giản dịch dung xuất hiện ở nơi này, tự nhiên không có ai sẽ hoài nghi. Lục Hàn Sương nhìn về phía Lăng Phong, thấp giọng nói, ba, người dẫn ta tới nơi này làm gì, ta ngày hôm nay còn có nhiệm vụ đây. Lăng Phong nhìn về phía cách đó không xa Trường Bào Lão Giả và Tần Chính Dương, nhàn nhạt nói, đối với Huyết Mai Điện mà nói, nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là chuyện này. Diệp Thần cự tuyệt chúng ta, ta ngược lại là phải xem người này có thể hay không còn sống rời đi Nam Tần Sơn Trang. Lục Hàn Sương sắc mặt trắng bệch, nghĩ tới điều gì, hỏi, ba, ta còn thiếu Diệp Thần ân huệ, hắn dẫu sao ban đầu đã cứu ta, nếu như Diệp Thần thật sự có nguy hiểm, ngài nguyện ý xuất thủ không? Lăng Phong Duệ, ta ra tay cũng vô ích, sự việc không có người nghĩ như thế đơn giản, vị kia Trường Bào ông già, ta cảm giác nếu như nói riêng về thực lực, chỉ ít Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 20, hắn khí tức trên người quá nguy hiểm. Hơn nữa, ta đã ngửi được không khí nước ép loãng mùi máu tanh, phỏng đoán muốn không được bao lâu, Nam Tần Sơn Trang sẽ có đời người chết. Ngay tại lúc này, đám người một hồi ầm ầm tiếng. Lăng Phong và Lục Hàn Sương phát hiện cái gì? Con người hướng một phương hướng bắn tới. Rất nhanh, bọn họ liền chú ý tới một chiếc xe chậm rãi lái vào Nam Tần Sơn Trang. Căn bản không có người dám đi cản. Mấy giây sau đó, xe dừng lại, cửa xe mở ra, một đạo thanh niên bóng người chui ra. Chàng trai màu đen tóc ngắn vô cùng tinh thần, nghiêng bay anh tuấn ngoại ô, nhỏ dài ẩn chứa sắc bén trong mắt đen, gọt cách chiếc phung môi, góc cạnh rõ ràng đường danh. Thon dài cao lớn cũng không tục tằng vóc người, giống như hắc dạ xí ưng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người, côi cút độc lập ở giữa tản ra là ngạo thị thiên địa cường thế. Chỉ một như thế một chạm, tựa như tự thành lãnh vực. Dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang trừ Diệp Thần, sẽ còn người nào? Diệp Thần nhìn lướt qua tất cả mọi người, khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa tay ra đem Hạ Nhược Tuyết đỡ xuống. Hai người xuất hiện ngay tức thì ảm đạm toàn trường hoặc là nói kinh hãi toàn trường. Những cái kia tân khách, cũng hoặc là tỉnh Chiết Giang nhân vật lớn, mỗi một người đều hô hấp dồn dập. Bọn họ cảm thấy Diệp Thần có thể sẽ tới. Nhưng căn bản không nghĩ tới Diệp Thần không chỉ tới, còn đem Hạ Nhược Tuyết mang tới. Hạ Nhược Tuyết nhưng mà Tần gia thiếu gia Tần Chính Dương vị hôn thê à. Diệp Thần trước mặt nhiều người như vậy, kéo Hạ Nhược Tuyết tay. Mấu chốt hai người thân mật tới cực điểm. Cái này không phải cố ý để cho Tần gia khó chịu và mất mặt sau. Tần gia phỏng đoán sắc mặt muốn khó khăn xem đến mức tận cùng. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Chính Dương một bàn kia. Quả nhiên, Tần Chính Dương cùng với chung quanh người Tần gia từng cái sắc mặt tái xanh đến trình độ cao nhất. Có vài người thậm chí thân thể run rẩy, nếu như không phải là bên người ngồi Trường Bào ông già. Phỏng đoán đã sớm vỗ bàn ra tay. Trường Bào ông già phát giác không đúng, nhìn một cái Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, sau đó sẽ nhìn về phía Tần Chính Dương, nếu như ta không đoán sai, vậy hạnh chính là thợ săn đi. Không biết tại sao, Trường Bào ông già lại đang Diệp Thần trên mình phát hiện một loại cảm giác quen thuộc. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Tần Chính Dương gật đầu một cái, sư phụ, vậy hạnh chính là để cho tỉnh Chiết Giang không được an bình thợ săn, Diệp Thần. Trường Bào ông già như có điều suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, xem ra tên này là tới tìm Tần gia phiền toái, bất quá nếu tìm Tần gia phiền toái, tại sao còn muốn mang không có một người tu vi người phụ nữ, cái này không khác nào cho mình thêm phiền toái sao? Tần Chính Dương không nói gì, hắn gắt gao nhìn chằm chằm 10 ngón tay trừ lòng hai người, tức giận tựa như thẳng xông lên đỉnh đầu. Ai có thể nghĩ tới tên này lại không chút kiêng kỵ đến mảnh đất này bước? Thật lấy là hắn Tần gia không có ai sao. Ngay tại lúc này, Tần phụ lên tiếng, đại nhân có chỗ không biết, cô bé kia chính là ta Tần gia không qua cửa thê tử. Tần phụ đã cảm giác được nghị luận của chung quanh, chuyện này vậy không giấu được, còn không bằng thẳng thắn ra. Nghe được câu này, Trường Bào ông già con ngươi ngược lại là nhiều một chút hứng thú, nhìn về phía Tần Chính Dương nói, thành tựu ta đổ nhi, ngươi lại liền người phụ nữ cũng không phòng giữ được. Sư phụ, ta, Tần Chính Dương trong lòng rất là bực bội, hắn thật muốn sẽ đi ngay bây giờ đem Diệp Thần giết. Trường Bào ông già phất tay một cái, nói ta không cần gì lý do,
vốn là ta muốn ra tay giúp ngươi chém chết người này, nhưng là bây giờ xem ra, tận lực vẫn là ngươi ra tay đi, ta giúp ngươi giết hắn, cố nhiên có thể giải quyết vấn đề, có thể không giải quyết được ngươi đạo tâm bị tổn thương sự thật. Chỉ có chính ngươi chém chết, mới có thể làm cho ngươi được lợi rất nhiều. Còn nữa, đoạn này thời gian ngươi theo ta tu luyện, ta cũng dạy ngươi một ít hiệp võ, cũng nên để cho ta xem thành quả. Tần Chính Dương đứng lên, nghiêm túc nói, sư phụ. Ta tất tự mình đem người này đầu lâu chém xuống. Ngay tại Tần Chính Dương chuẩn bị lúc rời đi, Trường Bào ông già mở miệng nói, chờ một chút. Sau đó, một đạo tiếng xé gió vang lên. Tần Chính Dương đưa tay ra, trực tiếp dương ra, rất nhanh liền phát hiện lòng bàn tay nằm một viên đan dược. Trường Bào ông già nhàn nhạt nói, đan dược này có thể để cho ngươi tăng lên một ít thực lực, hy vọng ngươi không nên để cho vi sư thất vọng. Sư phụ. Tần Chính Dương nắm chặt đan dược, hướng Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết đi tới. Không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Ý định giết người đã nổi lên đến mức tận cùng. Chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Tần Chính Dương bước chân dừng lại, lạnh như băng con ngươi nhìn thẳng Hạ Nhược Tuyết, nói tiện nhân, ngươi quên ta ban đầu cho ngươi dạy bảo sao. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi là ta Tần Chính Dương người phụ nữ, ai cũng không có tư cách động, ai cũng không có tư cách. Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông tên kia tay, và ta lập gia đình, sau đó để cho ta ngay trước chiết giang thú có người mặt bỏ ngươi. Nếu không ngươi phụ mẫu khó giữ được tánh mạng mệnh dã khó giữ được. Đừng lấy làm cho này hạnh đứng ở sau lưng của ngươi, ta Tần gia liền không thể làm gì quy thiên ta sẽ để cho các người đôi cẩu nam nữ này cảm nhận được cái gì mới là nhỏ bé. Câu nói sau cùng, cơ hồ là Tần Chính Dương giận hô lên. Tần Chính Dương nói xong, lại là trực tiếp nuốt vào Trường Bào ông già cho hắn đan dược muốn nghiền ép Diệp Thần. Hắn muốn ở trước mặt sư phụ lộ ra mình thiên phú và thực lực. Diệp Thần nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, nhàn nhạt nói, người có muốn hay không gả cho Tần Chính Dương? Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, nghĩa vô phản cố nói, không gả. Diệp Thần nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, tốt lắm, ta chém hắn. Một giây kế tiếp, Diệp Thần tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, trực tiếp xông ra ngoài. Cường đại đợt khí cuộn sạch, toàn bộ Nam Tần Sơn Trang tựa như nổi lên một hồi lớn gió. Tần Chính Dương trên người dược liệu bùng nổ, hắn thực lực lại không ngừng leo lên, loại này lực lượng cảm giác để cho hắn hưởng thụ trình độ cao nhất. Nhìn cướp được Diệp Thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai quả đấm đánh ra. Quả đấm lại tràn ra một tia nhàn nhạt khí lưu. Từng cơn không bạo vang lên, khủng bố như vậy. Bành! Hai quyền làm bạn, giống như sấm sét vậy phát ra tiếng trầm thấp. Tần Chính Dương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng lớn tấn công tới, toàn bộ thân thể lại lui về sau hết mấy bước. Rất là chật vật. Hắn phát hiện mình ăn vào đan dược lại vẫn không chống đỡ nổi tên này một quyền oai. Tần Chính Dương con ngươi chuồng ngựa kinh hoàng. Hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng không biết mạnh đến nơi này cái đến nước. Làm sao có thể? Ngươi không phải ta đối thủ, ngươi cũng không xứng làm ta đối thủ. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vẻ khinh thường xông thẳng tới chân trời. Chung quanh những cái kia tân khách hoàn toàn bối rối. Tần Chính Dương coi như là tỉnh chiết giang cao cấp thiên tài, lại liền Diệp Thần một quyền oai đều không cách nào ngăn cản. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, vậy coi là bình thường. Dẫu sao Diệp Thần ban đầu chém giết Đường Ngạo. Đường Ngạo và Tần Chính Dương thực lực tóm lại có chút chênh lệch. Tần Chính Dương nhìn một cái Trường Bào ông già, khẽ cắn răng một bước ra, hướng Diệp Thần đi. Ngay tại lúc này, Tần Phụ trực tiếp đem một chuôi trường thương hướng Tần Chính Dương ném đi. Chánh Dương, dùng thương này đối phó tên này. Tần Chính Dương một tay tiếp lấy trường thương, bóng người lóe lên, một nhát thương đâm phá không khí, nghiễm nhiên chính là muốn Diệp Thần số mệnh. Diệp Thần nhìn trường thương tấn công tới, khóe miệng lộ ra một tia rửng rưng. Ở một giây sau cùng, trên mình ý định giết người bùng nổ, một cái cất bước, cánh tay chân khí lưu chuyển đứng lên, lại là đưa ra một ngón tay tràn ra một cổ nhàn nhạt huyết khí trực tiếp gọi đi ra ngoài. Ở ta trước mặt cũng phối hợp ra thương, một cái tay chỉ đủ để, cút. Diệp Thần tiếng quát giận vang khắp toàn bộ sơn trang. Rắc rắc, một tiếng. Để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là,
ở hắn trường thương chạm được Diệp Thần ngón tay ngay tức thì, một cổ kinh khủng lực lượng tấn công tới. Trường thương trực tiếp vỡ vụn. Tần Chính Dương nắm trường thương tay càng là có dai dứt đau. Hắn lại phát hiện lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu. Xương của mình lại có thể chặn. Không, không chỉ chặn liền xương cũng vỡ vụn. Tần Chính Dương khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lại là té bay ra ngoài, đụng vào vách tường trên, đất đai đều chấn động mấy phần. Diệp Thần trong mắt lạnh như băng, năm ngón tay thành chộp hướng Tần Chính Dương cổ trừ đi. Ta nói qua, ta sẽ đích thân tới hướng ngươi lấy mạng. Một màn này, tại tất cả lòng người đầu nổ bể ra. Ai cũng không nghĩ tới sự việc vậy mà sẽ phơi bày nghiền ép như vậy trạng thái. Không phải Tần Chính Dương quá yếu, mà là Diệp Thần quá mạnh mẽ. Một quyền, chỉ một cái, lại sẽ để cho Tần Chính Dương bị thương nặng. Đám người nhẫn nại không trác ở hô hấp, không có nhìn về phía Tần Chính Dương, mà là nhìn về phía trường bào ông già. Học trò như vậy chật vật, lấy Diệp Thần thực lực, Tần gia căn bản không có thể có người có thể địch. Nếu như vậy núi Côn Lôn cường giả không ra tay nữa, Tần Chính Dương hẳn phải chết. Làm tầm mắt rơi vào trường bào ông lão phương hướng, bọn họ phát hiện vị trí nào còn có bóng người à. Một giây kế tiếp, một giọng già nua ở toàn bộ Nam Tần Sơn Trang vang lên. Dám động ta Lâm Mặc Sơn học trò chết. Thanh âm như chấn động sóng âm cuộn sạch, đất đai run rẩy, những cái kia võ đạo cường giả lại cảm giác được mình khí huyết dâng trào. Một cổ cực mạnh uy áp bao phủ toàn bộ Sơn Trang. Có chút thực lực thấp kém người thậm chí khạc ra một búng máu. Hạ Nhược Tuyết cũng là cảm giác có chút khó chịu, cũng may La Sát rất nhanh liền ngăn ở Hạ Nhược Tuyết trước người. Bước ra một bước, sóng âm lực biến mất. Hạ Tú, bị sợ hãi. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt tái nhợt, một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, không thèm để ý chút nào trả lời, ta không có sao. Bởi vì giờ khắc này một cái bóng đen đang nhanh chóng hướng Diệp Thần lao đi. Diệp Thần tự nhiên thời gian đầu tiên liền phát hiện Lâm Mặc Sơn xuất hiện. Hắn không dám chút nào xem thường, thân thể lui về phía sau, đồng thời chân khí ngưng tụ, bọc toàn thân. Hạnh bể, chính là khí động cảnh, thật lấy là ngươi là cái này trời tỉnh chiết giang sao chết. Lâm Mặc Sơn ánh mắt lạnh như băng, mang sát cơ nồng nặc, cắn răng nghiến lợi nói. Quyền gió đánh tới, Diệp Thần ngay tức thì cảm giác một cổ cường đại uy áp hoành xông lên tới, giống như mưa to gió dữ, một cổ cực hạn khí tức tử vong đem mình bao phủ trong đó. Ngay tức thì, hắn sắc mặt đại biến, nhìn thì phải rơi xuống một quyền, không để ý tới hết thảy, giống vậy một quyền đập ra. Một màn này, phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Cái đó vẫn không có xuất thủ Tần gia cao thủ có chút bối rối. Còn ngươi lại là phóng đại. Tựa như gặp quỷ vậy. Hắn vốn lấy vì mình đồng bạn một chiêu là có thể đem thằng nhóc này đánh ngã. Lại không nghĩ rằng, kết quả vừa vặn ngược lại. Thằng nhóc này một chiêu liền hung ác chém giết một vị tiến vào Hoa Hạ tông sư bảng Tần gia cường giả. Hắn thân thể khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn rất rõ ràng, mình ở trong tay của đối phương, liền sức đánh trả cũng không có à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt như lợi kiếm, thẳng bắn ra, nói, đi lên lãnh cái chết. Hắn thanh âm tựa như từ mênh mông trên 9 tầng trời tới. Không thể nghi ngờ, không cho phép phản kháng. Đây là bực nào thô bạo. Giờ khắc này, vậy Tần gia cường giả trong mắt đều là sợ hãi. Hắn còn có thể làm thế nào, căn bản không có nơi lựa chọn, chỉ có thể một bước tiến lên. Làm cách Diệp Thần một mét thời điểm, một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Chuẩn bị lãnh cái chết. Tỉnh chiết giang Tần gia có quy củ, chỉ cần là người Tần gia, lại không thể quỳ trừ Tần gia ngoài ra người bất kỳ. Nhưng là hắn không để ý tới cái gì. Quỳ, có thể sau này chết, không quỳ, bây giờ hẳn phải chết. Hơn nữa chết rất thảm. Đại nhân, hắn căn bản không dám ngẩng đầu xem Diệp Thần, hắn chỉ biết là... Trước mặt là một tôn sát thần. Không có thể đắc tội sát thần à? Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, hỏi các người Tần gia ở nơi nào? Người nọ bật thốt lên, Tần gia cách đây bên có chút khoảng cách, ở tỉnh Chiết Giang Nam Tần bên trong Sơn Trang, lên tỉnh Chiết Giang phía Nam vậy cái đường đèo quốc lộ,
đi vào trong 500 mét, đã đến. Hắn không biết Diệp Thần phải làm gì, chẳng lẽ tên này chuẩn bị giết tới Tần gia sao? Thiếu gia các ngươi có thể ở Tần gia? Diệp Thần chất vấn. Người nọ lắc đầu liên tục, đại nhân, đoạn này thời gian, Tần gia một mực đang động nhân viên tất cả lực lượng, đi mời một người rời núi, chúng ta mấy ngày trước mới từ núi Nga Mi trở về, không có thu hoạch, mấy ngày nay lại nhận được người kia tin tức, lão gia, mấy vị thiếu gia cùng với một ít Tần gia nhân vật trọng yếu, toàn bộ lên đường đi núi Côn Lôn. Lần này lên đường chừng mấy chục người, đây cũng là hiện lên chúng ta Tần gia thành ý, lão gia đã từng nói. Chỉ cần đem người này mời tới Tần gia tất nhiên sẽ thành là tỉnh Chiết Giang thứ nhất võ đạo gia tộc, thậm chí có thể không sợ kinh thành một ít gia tộc. Diệp Thần con ngươi híp lại. Tần gia lại có thể đi núi Côn Lôn. Chẳng lẽ bọn họ mời người đến từ Côn Lôn hư? Hắn đối với núi Côn Lôn biết rõ, vượt xa hết thảy người. Lấy Tần gia nội tình, căn bản không có thể có tư cách bước vào Côn Lôn hư. Có khả năng nhất là núi Côn Lôn lên cường giả. Cố nhiên không phải Côn Lôn hư, vậy cũng rất nguy hiểm. Bởi vì núi Côn Lôn lên, cũng có một ít người tu luyện. Những người này bởi vì là các loại nguyên nhân bị trục xuất Côn Lôn hư, thực lực thông trời, thậm chí có thể vượt qua mình. Bất quá những người này tính cách lãnh ngạo, không màng danh lợi. Trừ phi Tần gia ném ra đủ mê người điều kiện, nếu không những người này căn bản không biết xuống núi. Dưới mắt, hắn đi Nam Tần Sơn Trang cũng vô ích. Giết vậy chẳng qua là một ít người làm mà thôi. Người có biết Tần gia mọi người, lúc nào trở về? Diệp Thần nói. Vậy Tần gia cường giả lắc đầu như trống lắc, đại nhân, ta ở Tần gia địa vị vậy, loại chuyện này làm sao biết, nếu như dựa theo lần trước núi Nga Mi độ tiến triển, ít nhất phải nửa tháng. Chủ yếu còn muốn xem núi Côn Lôn lên vị đại nhân vật kia thái độ gì. Biết, bây giờ, người là tự sát vẫn là ta tự mình động thủ. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Vậy Tần gia cường giả ngẩn ra, vốn đang lấy là nói ra những chuyện này, đối phương sẽ thả hắn một cái mạng, như vậy đến lúc đó hắn liền có thể thông báo Tần thiếu. Để cho Tần gia phái cường giả hồi tỉnh Chiết Giang chém chết người này. Lại không nghĩ rằng cái này người thanh niên như vậy lòng dạ ác độc, từ vừa mới bắt đầu liền không dự định lưu người sống. Cường đại cầu sinh ý thức từ hắn trong đầu bùng nổ, không do dự nữa. Từ hông ở giữa rút ra một cây dao găm, trực tiếp hướng Diệp Thần ngực đâm tới. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đưa ra một cái tay, trực tiếp nắm dao găm. Chỉ như vậy năm ngón tay nắm dao găm sắc bén nhất địa phương. Nhưng là không có chảy ra một giọt máu. Vậy Tần gia cường giả bị chấn động bối rối. Còn không chờ hắn phản ứng xưa nay, Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, người nọ cổ tay trực tiếp chặn, dao găm lại là rơi xuống. Sau đó, Diệp Thần bước chân đạp một cái, chủy thủ kia tựa như ngưng tụ ra một đạo nhọn độ cong, trực tiếp không vào cổ của người nọ. Phốc! Máu tươi bùng nổ, tựa như suối phun. Hoảng sợ trong mắt ngã xuống trong vũng máu. Diệp Thần rời đi vườn hoa, để cho Tiểu Đặng tới xử lý thi thể sự việc, sau đó liền hướng Hạ Nhược Tuyết gian phòng đi. Nhưng là rất nhanh, chân hắn bước dừng lại, bởi vì Hạ Nhược Tuyết xuất hiện ở phòng khách. Mà hắn bên người thì đứng một cái uy nghiêm trung niên nam tử. Hạ Hoàng Nghiệp. Hạ Hoàng Nghiệp nhận được Môn Cương tin tức, tự nhiên thời gian đầu tiên trở về, khi thấy Diệp Thần, hắn con ngươi cực kỳ phức tạp. Nhược Tuyết, ngươi trở về phòng đi. Hạ Hoàng Nghiệp phân phó nói. Ba, ta không trở về. Hạ Nhược Tuyết không chút do dự đứng ở Diệp Thần bên người, gắt gao bảo vệ ở Diệp Thần trước người. Ngược lại là Diệp Thần cười một tiếng. Một mặt thư thái, đối với trước người Hạ Nhược Tuyết nói, Nhược Tuyết, ngươi trở về phòng đi, ta đáp ứng ngươi, bên trong 5 phút sẽ tới tìm ngươi. Hạ Hoàng Nghiệp ở hắn trong mắt, không tính là cái gì. Hơn nữa mới vừa rồi Hạ Hoàng Nghiệp ánh mắt không có vẻ địch ý, ngược lại là thương hại. Hạ Nhược Tuyết nhìn một cái Diệp Thần, khẽ cắn môi đỏ mọng, vẫn gật đầu một cái, rất nhanh liền biến mất ở phòng khách. Phòng khách chỉ còn lại hai cái người đàn ông. Ngươi kêu Diệp Thần, đúng không, ngồi. Hạ Hoàng Nghiệp rót hai ly trà, một ly đặt ở đối diện. Diệp Thần gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế salon. Hạ Hoàng Nghiệp nhìn một cái Diệp Thần, hắn phát hiện thằng nhóc này ở trước mặt hắn không có chút nào tự ti và thế yếu, rất là bất phàm.
Nếu như không có Tần gia, nói không chừng hắn thật nguyện ý cho Diệp Thần một cái cơ hội. Hạ Hoàng Nghiệp uống một hớp trà, nói ngay vào điểm chính, Nhược Tuyết và Tần Chính Dương hôn sự, người hẳn biết đi. Biết. Tần gia bối cảnh, người cũng hẳn thông qua khắp mọi mặt hiểu được đi. Ừ. Ta biết người tập đoàn Thiên Chính, cũng biết người võ đạo thực lực, người đánh bại Viên Cảnh Phúc, dựa theo viên giả thực lực chân chính, người ở Hoa Hạ Tông Sư bảng vị trí hẳn ở 350 tên chừng. Không thể không nói, ngươi là một cái rất có tiềm lực người tuổi trẻ, nhưng là, ngươi biết Tần Chính Dương Hoa Hạ Tông Sư bảng vị trí sao? Diệp Thần không nói gì, con ngươi rất là rửng rưng. Hạ Hoàng Nghiệp lắc đầu một cái, không biết Diệp Thần tại sao còn có thể làm được như vậy không có sợ hãi, hắn đặt ly trà xuống, vô cùng nghiêm túc, nói. Nếu không biết, ta nói cho ngươi, Tần Chính Dương là tỉnh Chiết Giang 10 lớn thiên tài võ đạo một trong. Ngay tại mấy ngày trước, hắn mới vừa chém giết một vị cường giả, cho nên bây giờ, hắn thực lực xếp hạng Hoa Hạ Tông Sư bảng 199 tên. Và ngươi chênh lệch, giống như trời đất. Bất ngờ người, Lâm Mặc Sơn thả ra cực mạnh hơi thở, cơ hồ bao phủ hết thảy. Tất cả mọi người đều cho rằng đối mặt cường giả như vậy, thợ săn Diệp Thần lại lấy cái gì đấu. Một núi nhanh hơn một núi cao. Xa xa Lục Hàn Sương thấy một màn này. Thân thể mềm mại run rẩy, đối với Lăng Phong nói, ba, thật không có cách nào sao. Lăng Phong duệ, trên mặt chuồng ngựa thương tiếc ý. Nếu như ban đầu Diệp Thần đáp ứng thỉnh cầu của hắn, hắn có thể còn có cơ hội đi kinh thành rời cứu binh. Bây giờ mà nói, căn bản không có thể. Lần này, Diệp Thần là cục hẳn phải chết. Cái này hoặc giả chính là cuồng vọng giá phải trả. Toàn bộ Chiết Giang mới không người nào có thể ngăn cản Lâm Mặc Sơn. Không có ai. Giờ phút này, Lâm Mặc Sơn trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi đoản kiếm, hàn mang lóe lên, đối với Diệp Thần nói, cuối cùng cho ngươi một câu chăn chối. Liền một câu. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nói không chừng còn biết cân nhắc để cho ngươi sống lâu mấy phút. Hắn nói tiếng nói bình thản đến tựa như đã quyết định Diệp Thần sống chết. Tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần có thể sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng là hắn căn bản không có. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc Sơn, trong tay xuất hiện Trảm Long kiếm, lạnh vô cùng ánh mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Để cho ta quỳ, ngươi không có tư cách. Một giây kế tiếp, Diệp Thần xông ra ngoài, Trảm Long kiếm xé không khí, hô khiếu chi thanh, trực tiếp vạch ra một đạo thực cốt châu chấu. Trực thủ Lâm Mặc Sơn cổ. Lâm Mặc Sơn không chút nào tránh né ý nghĩa, tay xí đoản kiếm đụng chạm đi. Rắc rắc, quỷ dị chuyện xuất hiện, Lâm Mặc Sơn đoản kiếm chặn. Không chỉ như vậy, Diệp Thần tay xí chém long tiêu như vậy xẹt qua Lâm Mặc Sơn ngực. Xé quần áo, vạch ra một vết thương. Máu tươi rỉ ra. Mặc dù không có trọng thương, nhưng là ai có thể nghĩ tới đã là nỏ mạnh chi cung Diệp Thần, lại vẫn có thể bộc phát ra như vậy ý định giết người. Đây là cái gì quỷ? Chỉ có Hạ Nhược Tuyết chú ý tới. Diệp Thần cánh tay cắm ba cây ngân châm. Diệp Thần không riêng gì người tu luyện, lại là thần y. Tu luyện thế giới thần kỳ, loài người thân thể thần kỳ hơn. Lấy ngân châm kích thích huyệt vị, thời gian ngắn hồi phục đan điền, hồi nào không thể. Mặc dù lúc này chi nhiều hơn thu một ít thân thể, nhưng là đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Thừa dịp Lâm Mặc Sơn thất thần đang lúc, Diệp Thần xuất thủ lần nữa. Trảm Long kiếm tựa như phá vỡ hết thảy, không ngừng ngưng tụ kiếm ý, hướng Lâm Mặc Sơn đi. Đây là hắn nhất cơ hội tốt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên nổ tung. Lâm Mặc Sơn liền liên tục đánh bại lui, mấu chốt hắn căn bản không có gặp qua Diệp Thần loại này kiếm pháp. Như một tòa gió thổi không lọt tường vậy. Hắn trong lòng đã có khẳng định. Tuổi còn trẻ như thực lực này, hơn nữa Diệp Thần quanh thân ngưng tụ chân khí. Tên này tất nhiên đến từ Côn Lôn Hư. Hắn không để ý tới hết thảy, chợt đưa tay ra, trực tiếp nắm đâm tới Trảm Long kiếm. Cho dù có chân khí hộ thủ, Trảm Long kiếm vẫn phá vỡ chân khí, để cho lòng bàn tay của hắn tất cả đều là máu tươi. Lâm Mặc Sơn trên mặt chuồng ngựa vẻ giận, hắn gầm thét một tiếng, tình nguyện mình bị thương cũng phải một quyền đập ra ngoài. Bành! Hai người tách ra, rối rít lui năm bước. Khói dày đặc cuồn cuộn, bụi bặm đầy trời, cuồng gió gào thét, giờ khắc này,
tình cảnh vô cùng an tĩnh. Diệp Thần trên người ngân châm đã bị Tức Lãng đánh văng ra. Đáng chết! Một cổ yếu ớt cảm giác tấn công tới, vô cùng khó chịu. Hạ Nhược Tuyết phát giác cái gì, vội vàng đỡ Diệp Thần, quan tâm nói, Diệp Thần, ta mang ngươi rời đi. Muốn đi, nằm mơ. Một giây kế tiếp, tức giận Lâm Mặc Sơn liền tịch quyển chứ từng cơn kình khí tới. Hắn lòng bàn tay năng lượng nhanh chóng ngưng kết, đang thi triển ra ở một chớp mắt kia, ngưng kết thành một quả gai nhọn. Một khi đâm vào thân thể con người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích này, như điên gió, như mưa mau, căn bản không có người né tránh. Để cho tất cả mọi người không nghĩ tới là Hạ Nhược Tuyết lại không chùn bước chắn Diệp Thần trước người. CMN, Diệp Thần giờ phút này nhấc lên từng cơn lửa giận. Chẳng lẽ lão đầu cho Hạ Nhược Tuyết coi là huyết quang tai ương chính là bây giờ? Hạ Nhược Tuyết căn bản không phải bởi vì nguyên nhân khác xảy ra chuyện là bởi vì là hắn. Nghĩ tới đây một chút, Diệp Thần gương mặt cực kỳ dữ tợn. Hắn tuyệt sẽ không để cho Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện. Hắn cảm thụ đến luân hồi mộ địa. Vậy tràn đầy tự ý mộ bia hoặc giả là bị Diệp Thần tức giận ảnh hưởng, lại xoay tròn ra ánh sáng màu vàng. Mộ bia trên lại là phun trào ra lạnh như băng máu. Như giết hại thần từ địa ngục bò ra ngoài. Giờ phút này, Diệp Thần trong mắt đỏ thẫm, vừa định dẫn động tòa kia mộ bia, một đạo trong trẻo lạnh lùng thêm thanh âm non nớt vang lên. Oa, đánh nhau lại có thể không gọi ta. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần con ngươi đột nhiên trợn to. Đây là... Hắn chợt quay đầu, thấy được một cái ghim hai cái đuôi Sam Hiệp Hài đang hướng bên này vào tới. Cô bé tốc độ cực nhanh, chớp mắt bây giờ liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Nhìn cướp được Lâm Mặc Sơn, cô gái cười, lại là vén tay áo lên, diễn cảm có cực kỳ hưng phấn ý. Lại là ngươi lão đầu này, tại sân bay thời điểm ta liền xem ngươi nha không vừa mắt tốt, thật lâu không đánh nhau, làm nóng người một chút. Nói xong, cô gái hai chân hơi cong, thoáng như mãnh hổ săn ăn vậy, bày ra chiến đấu tư thế. Bành! Để cho tất cả mọi người khiếp sợ chuyện xảy ra. Cô gái lại xông ra ngoài. Mặt đất thậm chí nứt ra mấy chỗ rách. Một màn này để cho không ít người trên mặt thoáng qua một tia thần tình hoảng sợ. Vậy mặt đất sâu đậm vết rách để cho những thứ này ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt liền có thể đoán được nó phân lượng. Một cái hiệp hài lại bộc phát ra loại này lực lượng. Đùa gì thế? Loại này tâm đầu phỏng đoán vẫn còn đang học hiệu quả hoặc là trung học cơ sở đi, lại có loại chuyện này thực. Tại chỗ phần lớn người cũng lão mặt đỏ lên. Bọn họ tu luyện hơn nửa đời người, lại vẫn không địch lại một cái hiệp hài. Lâm Mặc Sơn vốn là còn chút khinh thị, khi thấy hiệp hài trên người khí thế ngút trời, hắn mặt liền biến sắc. Cao thủ, phiên sơn trưởng, Lâm Mặc Sơn một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp hướng hiệp hài thiên linh cái vỗ tới. Một chiêu đã đi xuống chết tay. Hai tay kéo theo không khí phát ra nặng nề tiếng nổ, tựa như cuồng gió gào thét, nếu như tiếng sấm nổ ầm. Nhất thời, tung lên một hồi cuồng gió, một cổ giống như thực chất giống vậy năng lượng hướng hiệp hài lao thẳng tới tới. Hiệp hài ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm, ơ, lão đầu ngươi cá đầu nha, không tệ không tệ, để cho ngươi nếm thử một chút ta vô địch phi phi quyền. Dứt lời, cô gái đổi được nghiêm túc. Ở trước mặt lại vô căn cứ đánh ra 10 quyền. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Thành khẩn tương điệp, trong nháy mắt, đánh ra 10 quyền chồng lên là một, ở Lâm Mặc Sơn nhào tới trước người một khắc kia, lực đạo đột nhiên bộc phát ra. Ngay tức thì, hai món lực lượng làm bạn bùng nổ ra trầm thấp nồng đậm tiếng nổ. Ông già vốn cho là hiệp hài sẽ bị hắn làm kéo giết, lại không nghĩ rằng, một cổ cực mạnh kình khí xuyên thấu tay hắn cánh tay. Lại là xông về hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn con người phóng đại, sắc mặt kinh ngạc đến trình độ cao nhất. Trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhìn đảo mắt bây giờ lần nữa vào tới hiệp hài, Lâm Mặc Sơn thu hồi hắn khinh thị lòng, ý định giết người bùng nổ, mang gào thét khí thế lần nữa nghênh đón. Hiệp hài nhìn Lâm Mặc Sơn vào tới, vươn người một cái, mất mát nói, vốn là còn tưởng rằng là cao thủ, bây giờ nhìn lại, chính là một cái gà cay. Một phen để cho Lâm Mặc Sơn mặt đỏ cổ to, cứng rắn là không nói ra được câu nào, chỉ có thể dùng tức giận ánh mắt nhìn hiệp hài. Tự tìm cái chết.
hắn Lâm Mạc Sơn lại bị một cái tiết trẻ con nói gà cay. Đây là làm nhục, sao sao khỏa thân làm nhục. Hắn vốn là còn chút lo lắng, mình đối phó một cái hiệp hài sẽ khiến người ta mượn cớ, bây giờ, hắn hoàn toàn không để ý. Đổi quyền thành chảo, năm ngón tay hung hãn hướng hiệp hài ngực trừ đi. Hắn muốn xuyên thấu cô gái này thân thể ra tim nàng. Để cho nàng biết cái gì là tôn ti, cái gì là trưởng bối. Người cuồng vọng vậy cũng chết sớm. Hiệp hài liếc một cái Lâm Mạc Sơn, thở dài một cái, nói ngươi là gà cay còn không tin, mới vừa rồi ngươi là muốn động vậy hạnh sao? Hắn là người ta, ngươi không tư cách động. Bất quá lão đầu, ngươi nếu như có thể chịu đựng ở ta ba chiêu, ta liền không ra tay. Một giây kế tiếp, hiệp hài bóng người bỗng nhiên biến mất. Như một đạo cuồng gió mưa mau. Lâm Mạc Sơn sắc mặt đại biến, hắn mất đi công kích phương hướng. Ánh mắt cấp tiễu ngắm nhìn bốn phía, chỉ sợ cái này hiệp hài từ địa phương nào đột nhiên đi ra đánh lén hắn. Lão đầu, bà cô ở chỗ này. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Lâm Mạc Sơn chợt một móng gắt gao trừ hướng thanh âm ngọn nguồn. Nhưng phát hiện bắt hụt. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, một cái béo mập quả đấm trực tiếp phá vỡ không khí, xuyên thấu tới. Chiêu thứ nhất, Lâm Mạc Sơn con người co giúp một cái, chật vật đánh lại, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Một tiếng hét thảm, cả người bị một cổ thế bài sơn đảo hải đánh lui. Ước chừng lui mười mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại chút sất ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này tất cả mọi người giật mình, vốn cho là Lâm Mạc Sơn đã là chiết giang nắng mạnh người. Bây giờ lại có thể lại ngang trời xuất thế một cái hiệp hài. Lại là đứng ở Diệp Thần bên người. Mấu chốt cô gái này cũng quá cuồng bạo đi. Tiếng thán phục nối thành một mảnh, tất cả mọi người trợn to hai mắt không thể tin nhìn thình lình một màn. Lâm Mạc Sơn mới vừa ổn định thân hình, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên lần nữa. Lão đầu, chiêu thứ hai. Bành! Lâm Mạc Sơn liền lực phản kích cũng không có, lần nữa bị đánh lui. Lần này tay hắn cánh tay cơ hồ chấn động nhám. Ai mẹ hắn biết sẽ nửa đường giết ra cái trần giảo kim à? Không đúng, là một tiết trẻ con à? Chiêu thứ ba, Lâm Mạc Sơn mới vừa muốn đứng lên, hiệp hài đã đứng ở trước mặt hắn, trưởng đánh ra. Lâm Mạc Sơn lần này thật luống cuống lỗ phóng đại, vô cùng sợ hãi, hắn theo bản năng đưa tay ra ngăn trở. Chỉ nghe gặp rắc rắc, một tiếng, hắn xương không chút do dự nứt ra tới. Không chỉ như vậy. Thân hình hắn thật cao ném bay, cả người nặng nề hướng phía sau lâm không bay ngược, bị hung hãn đập vào Nam Tần Sơn trang tường rào trên. Tường rào đánh gãy. Lâm Mạc Sơn dùng hết toàn lực còn muốn bỏ dậy, nhưng lại cũng không có đứng lên. Thân thể co quắp, trong miệng từng ngụm khạc ra máu tươi. Thậm chí còn phát ra tê tâm liệt phế gầm to. Ai có thể nghĩ tới, hắn chân trước mới vừa bước ra núi Côn Lôn. Vốn cho là hắn thực lực đủ để nghiền ép hết thảy, lại không nghĩ rằng, cái này hiệp hài lại trở thành duy nhất phá cuộc người. Hắn vậy mà sẽ bại bởi một cái hiệp hài. Phốc, hắn cảm giác được mình bị vũ nhục, cũng không nhịn được nữa, lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Đạo tâm tan vỡ, sống không bằng chết. Coi như có thể sống sót, hắn cũng là một tên phế vật. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Tần Sơn trang lâm vào tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới khủng bố như vậy Lâm Mạc Sơn lại bị một cái hiệp hài ba chiêu nghiền ép đến chết. Cái này hiệp hài coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng như thế khoa trương à. Trời à! Tất cả mọi người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, tựa như nồng nặc mùa hè lập tức tiến vào mùa đông vậy, trong lòng run lên. Rợn cả tóc gáy. Đã ngồi dậy Tần Chính Dương thân thể lại là run rẩy. Hắn nghĩ tới điều gì? Vội vàng đứng lên, khom người đối với hiệp hài nói, không biết tiền bối đại giá đến chơi, ta Tần. Lời còn chưa nói hết, hiệp hài lạnh nhạt ánh mắt nhìn lướt qua Tần Chính Dương, ngươi là thứ gì, đi một bên chơi. Tần Chính Dương thanh âm hơi ngừng. Phải, tiền bối nói đúng. Tần Chính Dương trong miệng kêu tiền bối, khóe miệng nhưng là co quắp. Thật là hận không phải đem cô gái này em bé đè xuống đất đánh một trận. Nhưng mà hắn căn bản không có thực lực này à. Hiệp hài căn bản không dự định quản Tần Chính Dương, đi tới Diệp Thần trước mặt, cười một tiếng, cho ngươi một cái cơ hội, mau khen ta. Diệp Thần liếc một cái hiệp hài,
nhàn nhạt phun ra một chữ cút. Tất cả mọi người nghe được Diệp Thần lại đối với cái này vị tiền bối dùng loại này giọng nói chuyện, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp Thần không muốn sống nữa sao? Người này mới vừa giết Lâm Mặc Sơn à? Vị này tà bối lửa giận, cũng không phải là Diệp Thần có thể tiếp nhận năm không chừng dưới cơn nóng giận trực tiếp giết Diệp Thần. Nhưng là để cho tất cả mọi người ngoài ý liệu chuyện xảy ra, Hiệp Hài quật khởi miệng một mặt không vui nói, Diệp Thần lại khi dễ ta. Cái gì? Tà bối lại không có tức giận. Giờ khắc này, chàng thượng tất cả mọi người bối rối. Liền liền Lục Hàn Sương và Lăng Phong cũng là thân thể cơ hồ hóa đá, con người bỗng nhiên xúc tới cực điểm. Mấu chốt bọn họ phát hiện cái này tà bối lại đang hướng Diệp Thần nũng nịu. Thậm chí thật giống như rất sợ Diệp Thần ý nghĩa. Một cái như này thực tính người lại vẫn muốn xem Diệp Thần trên mặt làm việc. Tất cả mọi người ánh mắt cũng xuất hiện một màn phức tạp. Bọn họ rất rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, Chiết Giang Vệ có thể chính là Diệp Thần thiên hạ. Diệp Thần, ta lần này tìm ngươi tới là vì. Hiệp Hài mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Diệp Thần cắt đứt. Chờ một hồi hãy nói, ta bây giờ còn có chuyện phải xử lý. Diệp Thần giọng tràn đầy không thể nghi ngờ, nhưng là Hiệp Hài không có bất kỳ tức giận, yên lặng đứng ở Hạ Nhược Tuyết bên người. Nàng lại là ngước đầu nhìn Hạ Nhược Tuyết vậy gò má đẹp đẽ. Dưới tầm mắt rời, từ từ rơi vào Hạ Nhược Tuyết trên ngực, sau đó lại ung dung nhìn một cái mình, mở miệng nói, tỷ tỷ này, người ba vòng là nhiều ít. Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thần uống hai viên đan dược, đan điền chân khí ngưng tụ mấy phần. Chí ít sẽ không như vậy chật vật. Hắn hướng Tần Chính Dương đi tới, bước chân rất nhẹ, nhưng như tử thần bước chân. Hắn hai tròng mắt đỏ thẫm, quanh thân lại là phun trào ra huyết sát. Giống như từ địa ngục tới ma quỷ. Giờ khắc này, Tần Chính Dương luống cuống. Không có Lâm Mặc Sơn, Tần gia lấy cái gì và Diệp Thần đấu. Căn bản không có tư cách à. Người người không nên tới. Tần Chính Dương lui về phía sau mấy bước, nhưng phát hiện một cước đạp hụt, trực tiếp té xuống đất. Ta không thích uy hiếp, thật không thích. Mặc dù sự tồn tại của ngươi đối với ta lại nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là ngươi đáng chết hẳn phải chết. Diệp Thần thanh âm giống như tử thần chấn hồn khúc. Tần Chính Dương nhìn không được hết thảy, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, mời ngươi tha ta một mạng, ta thề lại cũng không tìm Nhược Tuyết phiền toái, ta bây giờ liền có thể thề. Không cần. Dứt lời, Diệp Thần năm ngón tay trực tiếp giữ lại Tần Chính Dương cổ. Một cổ cường đại cảm giác hít thở không thông cuốn tới, hắn theo bản năng muốn phản kháng, Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, kình khí bùng nổ. Rắc rắc, một tiếng, cổ làm thành. Không chỉ ngươi phải chết, còn có Tần gia tất cả mọi người. Thanh âm lạnh như băng vang khắp toàn bộ Nam Tần Sơn Trang. Diệp Thần đối với địch nhân sẽ không có bất kỳ lòng thương hại nào. Đây là hắn nguyên tắc. Nếu như Tần gia hôm nay bất diệt, vậy hắn ngày lại tới báo thù, tuyệt đối là một phiền toái. Tần phụ và còn lại mấy vị Tần gia cao thủ thấy Tần Chính Dương bị giết, gương mặt dữ tợn tới cực điểm. Tên này lại đem mình yêu thích nhất nhi tử giết đi. Hắn có biết hay không mình đang làm gì? Dám giết con trai ta, người tự tìm cái chết. Tần phụ biết Diệp Thần thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ, hốt lên một nắm trường kiếm, bước chân đạp một cái. Tựa như lăng không trung vậy cướp tới. Sắc bén lóe lên, lạnh như băng hạm không chút lưu tình đâm về phía Diệp Thần. Hiệp Hài ở bên cạnh nhàn nhạt nói, có cần hay không hỗ trợ? Không cần. Diệp Thần đáp lại một câu, lần nữa ăn vào mấy viên tụ khí đan, khóe miệng phác họa dậy một đạo rét lạnh nụ cười. Đối phó lão đầu này giống như nghiền chết một con kiến vậy dễ dàng. Hắn tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh. Như mãnh hổ xuống núi vậy xông ra ngoài. Chớp mắt bây giờ liền tới đánh Tần phụ trước mặt. Tần phụ trường kiếm đảo qua, mang tử ý và tức giận châu chấu trực tiếp hướng Diệp Thần xóa đi. Xúc sinh, cho ta chết. Hắn hôm nay liền muốn chém xuống Diệp Thần đầu lâu, là tránh Dương trả thù. Tần phụ thực lực xa so Tần Chính Dương muốn cao hơn rất nhiều, nếu không hắn cũng sẽ không thành là Tần gia gia chủ. Nhưng là cùng Diệp Thần thực lực so với còn kém hơn một chút. Diệp Thần trong tay xuất hiện Trảm Long kiếm, một kiếm trực tiếp càn quét đi. Theo ta so kiếm, ngươi còn chưa đủ cách,
Trảm Long kiếm ngưng tụ ra một đường thật dài tường. Tường che trời xây, giống như phải đem toàn bộ Nam Tần Sơn Trang hủy diệt vậy, khí thế bừng bừng. Cảm thụ vậy khí thế kinh khủng, Tần Phụ sắc mặt chỉ có kinh hoàng. Hắn con người xúc tới cực điểm hạnh thực lực làm sao như thế mạnh. Hắn không phải bị thương sao? Tại sao còn có loại chiến đấu này lực? Hắn không cam lòng, một kiếm ngăn cản đi. Nhưng là Trảm Long kiếm oai, ai có thể chống cự? Tay hắn xí trường kiếm không có dấu hiệu nào vỡ vụn, dễ như bỡn kiếm khí trực tiếp đem hắn lật. Gia chủ! Còn lại mấy vị Tần gia cao thủ cảm giác được không đúng, rối rít hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần không sợ chút nào, những người này ở đây tỉnh Chiết Giang võ đạo giới thực lực có thể coi như không tệ, nhưng là ở Diệp Thần trước mặt thì hoàn toàn không đủ xem. Thời khắc này Diệp Thần giống như là một đầu máy sát hại, trực tiếp xông đi vào. Máu thịt hoành bay, chớp mắt bây giờ, Tần gia đông đảo cao thủ không ai sống sót. Mỗi giết một người, luân hồi mộ địa tòa thứ ba mộ bia mùi máu tanh lại càng phát nồng đậm. Lại là ở mộ bia trên hình thành một cái huyết kiếm hư ảnh. Huyết kiếm treo ở mộ bia trăm trượng chỗ cao, tựa như tùy thời thì biết chết xuống. Nam Tần Sơn Trang máu tanh như thế một màn rung động đang ngồi nơi âm u tân khách. Có vài người chỉ bất quá nghe nói thợ săn khủng bố, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thợ săn thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Căn bản không dự định lưu người sống. Mặc dù cái này ở võ đạo giới rất bình thường, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy làm ra như vậy cử động, chân thực quá mức đi. Tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Tự nhiên bao gồm Lăng Phong và Lục Hàn Sương. Lục Hàn Sương mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ, từ ban đầu bị thương tùy tiện xông vào Diệp Thần biệt thự, nàng cũng cảm giác được người đàn ông này thần bí. Nhưng là giờ phút này, nàng phát hiện người đàn ông này đã không cách nào dùng thần bí nói, hắn giống như một cái hắc động, căn bản không thấy rõ bên trong cất giấu bí mật gì. Hôm đó Diệp Thần nói Huyết Mai Điện nếu như lại dám đắc tội hắn, hắn liền tàn sát Huyết Mai Điện. Những lời này, Lục Hàn Sương một mực cho là hoanh hoang. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần câu này uy hiếp là thật. Hắn có cái này tư cách. Lăng Phong con người cũng là cực kỳ nặng nề, hắn thành tựu Huyết Mai Điện Chiết Giang phân bộ người trưởng đà, đối với giết hại và tử khí cực kỳ nhạy cảm. Bây giờ Diệp Thần thật là giết hại mà sống, cực kỳ thích hợp Huyết Mai Điện, có thể hắn cũng không dám mời Diệp Thần lại gia nhập Huyết Mai Điện. Có vài người định trước đứng ở đỉnh cấp. Mà Huyết Mai Điện miếu quá nhỏ, không tha cho cái này tượng Phật lớn. Dù là kinh thành Huyết Mai Điện. Một lát sau, Nam Tần Sơn Trang yên tĩnh lại. Chỉ còn lại bị thương Tần Phụ một người, hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm từng bước một mà đến Diệp Thần, không để ý tới cái gì, liền vội vàng lấy ra một khối ngọc bài. Diệp Thần, người có thể nhận được khối ngọc này bài. Diệp Thần nhìn lướt qua ngọc bội, trên đó viết võ đạo hai chữ, điêu khắc kim long. Trông rất sống động. Không nhận biết. Tần Phụ ngẩn ra, vội vàng nói, trên người ta dính dấp hoa hạ võ đạo tổng cục một kiện án lớn, được bảo vệ trạng thái, này ngọc bài tương đương với ta lấy được hoa hạ võ đạo tổng cục miễn tử lệnh. Người bất kỳ đều không thể ở hoa hạ động ta. Tần Phụ con ngươi tràn đầy ngạo nghễ. Đây là từ núi Côn Lôn lúc trở lại, một vị cục võ đạo hoa hạ cường giả tự mình giao cho hắn. Đối phương chỉ để lại một câu. Nếu như vậy thợ săn muốn giết ngươi, lấy ra này bài là được. Mặc dù không biết cục võ đạo hoa hạ tại sao làm như vậy, nhưng là hắn cũng không dám chút nào đắc tội. Mấu chốt dưới mắt ngọc này bài là hắn còn sống duy nhất khả năng. Diệp Thần lãnh đạm nhìn lướt qua Tần Phụ. Hắn tựa như phát giác cái gì, ngọc này bài vào lúc này bày ra, cực kỳ có thể là cục võ đạo hoa hạ cố ý làm như vậy. Đơn giản chính là nhiều một cái giết lý do của hắn mà thôi. Hắn sẽ bỏ qua cho Tần Phụ. Dĩ nhiên không thể nào. Thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Coi như ngày sau cục võ đạo hoa hạ mọi người liên hiệp đi đối phó hắn, hắn cũng không sợ. Diệp Thần Trảm Long kiếm bổ một cái, vậy ngọc bài trực tiếp vỡ vụn, hóa là bột. Đồng thời, lăng liệt kiếm ý hoành xông lên đi, trực tiếp rơi vào Tần Phụ trên thân hình. Kiếm ý phá vỡ thân thể, lại là ở Tần Phụ trong ngũ tạng lục phủ nhốn nháo. Huyết dịch bùng nổ. Tần Phụ giữ tợn con người phóng đại, ngã xuống trong vũng máu. Chiết Giang thánh cấp võ đạo gia tộc,
Tần gia, diệt. Ngay tại lúc này, một đạo dày chi tiếng vang lên. Diệp thần, người tiêu diệt Tần gia ta không lời có thể nói. Nhưng là ngươi lại dám ở lấy ra võ đạo bảng hiệu dưới tình huống, chém chết ta cục võ đạo bảo vệ nhân viên, phải bị tội gì? Thanh âm rơi xuống, mấy chục đạo khí tức cường giả cấp tốc hướng hắn vào tới. Sát cơ lạnh như băng phóng thích mở, trực bức Diệp thần. Diệp thần không chút nào bất ngờ, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm người chung quanh. Quả nhiên, cục võ đạo Hoa Hạ phỏng đoán đã sớm đoán được hắn sẽ đến diệt Tần gia. Tần gia chết chỉ bất quá là cục võ đạo Hoa Hạ nhiều một tầng đối phó mình mượn cớ. Diệp thần, cho dù ngươi ở Long Hồn nhậm chức cũng không phải ngươi lạm sát kẻ vô tội lý do, lại cục võ đạo Hoa Hạ và phía trên những người đó ở nhiều năm trước liền quyết định quy củ. Võ đạo bài hiện, bỏ mặc người nào, cũng không có tư cách chém chết. Người vi phạm, tương đương với tội phản quốc. Lần này, liền Long Hồn vậy đảm bảo chưa đủ. Ông lão thanh âm vang khắp Nam Tần Sơn Trang. Cực kỳ uy nghiêm. Ông già kêu Phương Đông Thành, ở cục võ đạo Hoa Hạ địa vị không thấp, thậm chí có thể nói là Đông Nam địa khu một trong người phụ trách. Chiết Giang là Hoa Hạ Đông Nam địa khu trọng yếu đất, kinh động Phương Đông Thành, có thể gặp chuyện nghiêm trọng. Diệp thần đem Trảm Long kiếm thu vào, trực tiếp ngồi ở trên một cái ghế. Ta không thích giết người. Hắn thân thể hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương, thời gian dài đứng để cho hắn có chút khó chịu. Sau đó, đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn Phương Đông Thành, nói cục võ đạo Hoa Hạ hiệu suất như thế cao. Ta mới vừa động thủ, liền xuất hiện. Vẫn là nói, các người ngay tại cùng giờ khắc này, như vậy hao tổn tâm huyết đối phó ta, đến nỗi vậy. Phương Đông Thành diễn cảm cứng đờ, lạnh lùng nói, nếu như không phải là chúng ta kịp thời dám đến, phỏng đoán ngươi còn sẽ giết người diệt khẩu, đến lúc đó nơi này không một người còn sống, chuyện nghiêm trọng trình độ có thể tưởng tượng được. Diệp thần cười, bóp tắt tay xí khói, nói ta không thích giết người, vậy cho tới bây giờ không lạm sát kẻ vô tội. Lời này vừa nói ra, đừng nói cục võ đạo người, liền liền những cái kia tân khách cũng là diễn cảm rất khó xem. Người mẹ hắn còn không thích giết người. Mới vừa rồi giết thoải mái nhất chính là ngươi. Không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi đem toàn bộ Tần gia cường giả không chừa một mống. Phương Đông Thành khóe miệng hơi co quắp, sau đó không nhịn được nói, cho hai người đường. Thứ nhất, theo chúng ta đi một chuyến cần cho kinh thành Hoa Hạ võ đạo tổng cục một cái giải thích. Thứ hai, chết. Vậy mấy chục người lại là hướng Diệp thần ép tới gần mấy phần. Ý định giết người bại lộ, làm cho lòng người sợ hãi. Diệp thần cười một tiếng, ăn vào một viên đan dược đứng lên, nếu như ta hai cái đều không dọc theo. Vậy ta liền làm ngươi đường cái thứ hai liền tay. Phương Đông Thành ra lệnh một tiếng, vậy mấy chục đạo hơi thở liền hướng Diệp thần đi. Ở bọn họ xem ra, Diệp thần đã không có chiến đấu khả năng. Muốn chém chết đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay. Phương Đông Thành lo lắng duy nhất chính là cái đó hiệp hài. Hắn dư quang chú ý một cái đó hiệp hài, phát hiện đối phương không có dự định động thủ. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người bước chân đều ngừng lại, là bọn họ cảm giác được vô số đạo hơi thở phun trào tới. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, mỗi người trên cổ cũng để một chuôi khí lạnh bức người trường kiếm. Kiếm lạnh lẽo mang sát ý, làm cho lòng người sợ hãi. Liền liền Phương Đông Thành sau lưng vậy để trước một món vũ khí. Mấy giây sau đó, bọn họ lại bị bao vây. Một tia cực mạnh sát ý phun trào. Phương Đông Thành nhìn một cái chung quanh, phát hiện những thứ này đột nhiên người xuất hiện lại trên mặt cũng mang mặt nạ, hơi thở cũng đều không kém. Mấu chốt số người so bọn họ nhiều không chỉ gấp đôi. Chiết Giang thè tới nhiều cao thủ như vậy. Mặc dù hắn thực lực nghiền ép đám người này, nhưng là ước chừng trăm người, cái này tính đổi đã hình thành biến chất hà. Phương Đông Thành lạnh lùng nói, các người là ai sao hạ cục võ đạo làm việc, các người lại có thể cũng dám âm thầm ngăn trở, tìm không chết được. Mang mặt nạ Diệp Lăng Thiên không chút lưu tình đáp lại, chúng ta là ai ngươi không cần biết, nhưng là người này, ngươi không có tư cách mang đi. Phương Đông Thành con ngươi co giúp một cái, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp thần đã hướng bên ngoài đi, hai tay chắp sau lưng tựa như một cái không có chuyện gì người vậy. Đi dạo sân vắng. Mấu chốt không có người nào dám ngăn trở. Phương Đông Thành cảm giác được có chút tức giận, thân thể một chuyển,
trực tiếp giữ lại sau lưng kiếm. Rắc rắc, một tiếng, Diệp Lăng Thiên đưa chặn. Diệp Lăng Thiên không nghĩ tới đối phương lại vẫn dự định phản kháng, mới vừa muốn ra tay, Diệp Thần thanh âm vang lên. Những con chó này, không cần phải để ý tới. Lần này, ám niệm người mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng là chân chính chiến đấu, cũng chỉ có thể là cục diện lưỡng bại câu thương. Diệp Thần không hy vọng chi này lực lượng xảy ra chuyện gì. Dùng cục võ đạo hoa hạ cường giả số mệnh đổi ám niệm số mệnh, căn bản không trị giá. Phương Đông Thành nghe được như vậy làm nhục lời nói, trực tiếp một chưởng hướng Diệp Thần vỗ tới. Một chưởng này oai, kinh khí từng cơn đánh ra, đán vỗ chúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là Diệp Thần căn bản không có xuất thủ dự định, trực tiếp coi thường. Ngay tại Phương Đông Thành khóe miệng lộ ra một tia được như ý nụ cười đang lúc, hắn xuất hiện trước mặt chặn một cái bức tường khí. Bành! Không chỉ không có đụng phải Diệp Thần, ngược lại một cổ cực mạnh lực phản chấn tấn công tới. Phương Đông Thành cả người đánh bay ra ngoài. Đập vào đám kia cục võ đạo hoa hạ cường giả trên mình. Một màn này, dọa sợ tất cả mọi người. Những cái kia tân khách, cục võ đạo cường giả, thậm chí còn ám điện người cũng lâm vào như chết yên lặng. Bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa như gặp quỷ. Không khí yên tĩnh đến mức tận cùng. Như chưa đêm bãi tha ma như nhau. Diệp Thần cuối cùng không có ra tay, Phương Đông Thành nhưng không giải thích được bị đánh bay ra ngoài. Cái này mẹ hắn rốt cuộc tình huống gì à? Tất cả mọi người sợ hãi trong hiện ra vẻ khiếp sợ và sợ hãi. Điều bí mật này có lẽ chỉ có Diệp Thần biết, hắn mặc dù không có quá nhiều chân khí ra tay, nhưng là trấn nhiếp thủ đoạn vẫn là u. Người tu luyện và cổ võ giả lớn nhất khác biệt không phải thực lực là pháp thuật. Pháp thuật thông thần. Diệp Thần thẳng đi tới La Sát trước mặt, thời khắc này hắn sắc mặt tái nhợt, thoi thóp. Trễ thêm một hồi nữa mà, sợ là lớn La Thần Tiên vậy không cứu được hắn. Hắn liền vội vàng lấy ra một viên đan dược, đối với La Sát nói, ăn vào vật này, còn như ngươi tay cụt, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn sống lại. La Sát dẫu sao bởi vì cứu hắn mới người bị trọng thương, Diệp Thần không thể nào thấy chết mà không cứu. La Sát gật đầu một cái, ăn vào đan dược, miễn cưỡng đứng lên, đại nhân, ta không có sao. Đừng khoe tài, ta còn cần ngươi là ta làm việc, bây giờ máu ngươi có thể ngừng, đan dược chỉ có thể để cho ngươi ổn định thương thế, nhớ lấy không thể đang động dùng lực lượng, đây là mệnh lệnh. Dạ, đại nhân. Sau đó Diệp Thần vừa nhìn về phía ám điện đám người kia, phân phó nói, Tần gia còn có hai vị người của Hạ gia, đem bọn họ an toàn đưa về Hạ gia. Nếu như có những người này không biết điều, muốn ngăn trở các người, giết chết không bị tội. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Rất hiển nhiên, chính là nói cho người cục võ đạo Hoa Hạ nghe. Phương Đông Thành con người âm u đến trình độ cao nhất, Hoa Hạ võ đạo tổng cục vốn là dự định để cho hắn mượn Tần ra sự việc bắt lại Diệp Thần, cũng hoặc là giải quyết Diệp Thần. Bây giờ nhìn lại, căn bản không thể nào. Hôm nay hiện ra quá nhiều biến số. Liền núi Côn Lôn vị cường giả kia cũng không giết chết Diệp Thần, tên này số mạng thật là nghịch thiên. Hơn nữa cái đó thần bí cường hãn cô gái cùng với mang mặt nạ thế lực thần bí, ở Chiết Giang ai muốn giết chết Diệp Thần căn bản không có thể. Ai có thể nghĩ tới tên này ở bọn họ mí mắt phía dưới, lại làm nhiều như vậy chuyện. Tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Diệp Thần đi tới Hạ Nhược Tuyết bên người, trực tiếp kéo lại tay nàng, nhẹ giọng nói, sự việc kết thúc. Chúng ta về nhà. Chỉ một về nhà cái này hai chữ, để cho Hạ Nhược Tuyết hốc mắt ửng đỏ, nàng có thể cảm giác được Diệp Thần có bao nhiêu mệt mỏi. Giờ khắc này, nàng có trước nơi không u an lòng. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực bị ngoại giới trói buộc, không cách nào dương. Mà đây tầng trói buộc, trước mặt người đàn ông rất miễn cưỡng xé ra. Bá đạo vô cùng. Được. Hai người trực tiếp hướng Nam Tần Sơn Trang đi ra ngoài. Qua thật lâu, Hiệp Hài mới phản ứng được, liền vội vàng đuổi theo, Diệp Thần, đợi ta một chút sự kiện ta còn không có và ngươi nói. Biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần trước cùng Hạ Nhược Tuyết dặn dò mấy câu, liền đi thẳng tới gian phòng. Phòng cửa đóng kín, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Trận chiến này, hắn quá mệt mỏi. Đồng thời, hắn vậy phát hiện mình vấn đề.
Lâm Mặc Sơn như vậy tồn tại tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Chí ít Hoa Hạ tông sư bảng trước 20 tồn tại đều không thể viết. Diệp Lăng Thiên và Lôi Thụ Vĩ nói với hắn, Hoa Hạ tông sư bảng mặc dù là thực lực võ giả cân nhắc, nhưng là còn có rất nhiều cường giả cũng không có lên bảng. Hoa Hạ võ đạo giới nước so tưởng tượng xí sâu quá nhiều. Trừ đi những thứ này, còn có đó cùng Vân Hồ Sơn Trang tương quan Hoa Hạ ba đại đỉnh cấp gia tộc. Dưới mắt hắn chỉ biết là một người tới từ cái này ba gia tộc lớn Kiếm Phong. Giang Kiếm Phong là năm đó sự kiện kia mấu chốt nhất tồn tại. Đối phương vậy vô cùng có thể biết phụ mẫu tung tích, nhưng là hắn nếu như đối với cái này Hoa Hạ tông sư bảng thứ 9 Giang Kiếm Phong, có mấy thành tỷ số thắng. Bỏ ra luân hồi mộ địa tất nhiên 10% cũng chưa tới. Hắn vậy rốt cuộc rõ ràng luân hồi mộ địa tại sao phải đối với mấy vị này cường giả thiết lập thời gian hạn chế. Không phải là không để cho hắn đối với luân hồi mộ địa sinh ra lệ thuộc vào. Người tu luyện một khi luôn là cậy vào người khác, đây đối với võ đạo tâm mà nói, là cực kỳ bất lợi. Tham lam và không nhọc mà thu hoạch là thế giới này đáng sợ nhất tâm tính. Cái này ba đại đỉnh cấp gia tộc sau lưng tất nhiên có so Lâm Mặc Sơn mạnh hơn tồn tại. Dưới mắt hắn phải cường hóa mình thực lực. Ngay tại Diệp Thần tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, đá màu đen treo nổi lên. Vô số linh khí tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Không chỉ như vậy, nếu như Diệp Thần mở mắt ra mà nói, tất nhiên sẽ phát hiện vậy đá màu đen lại đang hấp thu trên người hắn huyết sát. Nam Tần Sơn Trang giết nhiều người như vậy, trên người của hắn huyết sát cực kỳ nồng nặc. Nhưng mà giờ phút này, máu này sát giống như là đá màu đen vật đại bổ vậy, quyền hấp thu. Đá màu đen hấp thu huyết sát cơ hồ toàn bộ tràn vào đến ba tòa có thể dẫn động mộ bia trong. Mộ bia lại dần dần nứt ra. Một đôi tay đưa ra ngoài, tiếng trầm thấp vang lên. Đây là giết hại hơi thở, ha ha, xem ra, rốt cuộc phải đến phiên ta đạo căn bản không thích hợp luân hồi mộ chủ y tiếp tục như vậy, chúng ta làm sao xoay mình. Chỉ có ta, mới có thể để cho hắn đổi được mạnh hơn. Sát lục chi đạo mới là thế giới vô biên mạnh nhất chi đạo. Đã bao nhiêu năm nhóm người cao cao tại thượng, chấp trưởng hết thảy tê là giết chúng ta, là có thể che phủ vậy thời đại thượng cổ bí mật. Nhưng là, bọn họ căn bản không nghĩ tới chúng ta trăm người không tiếc hao tổn tu vi, không tiếc thần hồn câu diệt, cũng phải lưu lại nơi này luân hồi mộ địa. Bao la đất đai, ai tới chủ trì chìm nổi, chỉ có luân hồi mộ chủ. Dứt lời, vậy còn dư lại mộ bia chấn động kịch liệt liền đứng lên. Tựa như đạt thành cộng minh nào đó. Luân hồi mộ địa khoảnh khắc ở giữa mưa gió biến sắc quy gió giận cuốn. Sát ý ngút trời. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này kéo dài thời gian rất ngắn, mấy giây sau đó, hoàn toàn lâm vào yên lặng. Diệp Thần tựa như cảm nhận được động tĩnh gì, bỗng nhiên mở mắt ra, thậm chí nhìn một cái luân hồi mộ địa khối thứ ba mộ bia, không có phát hiện khác thường, lại nhắm hai mắt lại. Vốn là hắn ở Nam Tần Sơn Trang muốn vận dụng cái này tòa thứ ba mộ bia lực lượng, vậy nha đầu xuất hiện, vừa vặn giảm bớt. Vừa nghĩ tới vậy nha đầu, Diệp Thần liền đầu đau. Cái này nha đầu kêu Kỳ Lâm, ở Côn Lôn hư danh tiếng cũng không thấp. Nhất định chính là hỗn thế ma vương vậy tồn tại. Liền liền lão đầu cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Nếu như không phải là trên tay mình có nàng cái chuôi, nàng cũng không khả năng như vậy nghe lời. Lần này Kỳ Lâm đột nhiên từ Côn Lôn hư đi ra, chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện lớn. Coi như ra việc lớn, lấy hắn thực Lâm có thể làm gì. Được rồi, không muốn. Chờ một hồi thì biết. Diệp Thần nhắm mắt lại, vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, một cổ cực mạnh hơi thở lao ra thân thể trận long khiếu truyền tới. Chiết Giang thấp chính khách sạn cấp 5 sao, lầu cuối phòng tổng thống. Cửa phòng bị gõ. Vào đi. Giang Kiếm Phong đứng ở trước cửa sổ sát sàn, xoay người, vốn cho là hắn thủ hạ sẽ đem nghiệt chủng kia mang đến, lại không nghĩ rằng trở về chỉ có thủ hạ hắn một người. Hắn cau mày. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Nghiệt chủng kia chết ở Nam Tần Sơn Trang. Nghiệt chủng kia người đâu? Người đàn ông trực tiếp quỳ xuống Giang Kiếm Phong trước mặt, còn người vẫn có một tia sợ hãi. Giang tiên sinh, thuộc hạ bất lực, không cánh buồm nghiệt chủng kia mang đến. Hắn chết ở Nam Tần Sơn Trang. Giang Kiếm Phong nói. Vốn là hắn còn đối với nghiệt chủng kia khao khát mấy phần, bây giờ nhìn lại,
có chút cuồng ngông người, chết tại cường giả thủ hạ vậy coi là bình thường. Người đàn ông Duệ, thanh âm run rẩy nói, đại nhân, nghiệt trùng kia không có chết, chiết giang thủ nhà cùng với vậy núi Côn Lôn xuống cường giả chết hết. Không một người còn sống. Lời này vừa nói ra, giếng cổ không dao động giang kiếm phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bước ra một bước, bắt được người đàn ông cổ áo, trực tiếp xách lên. Khí tức cường đại bùng nổ, sau lưng ghế salon và bàn uống trà nhỏ trực tiếp nứt ra. Biến thành hai nửa. Ngươi nói gì, tất cả mọi người đều chết, nhưng là nghiệt chủng kia lại còn sống. Không thể nào nghiệt chủng không có thực lực này. Giang Kiếm Phong vô cùng khẳng định. Nếu như Diệp Thần thật có loại này thực lực, đó chính là gặp quỷ. Thậm chí Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 10 đều sẽ có hắn bóng dáng. Nam sắc mặt người ảm đạm, muốn nói, nhưng phát hiện căn bản không nói ra. Hắn chỉ có thể khàn khàn thanh âm nói gì. Giang Kiếm Phong trực tiếp đem người đàn ông ném ra ngoài, ra lệnh, đem Nam Tần Sơn Trang phát sinh hết thảy chuyện, toàn nói cho ta. Người đàn ông có chút sợ hãi nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó một cổ não nhi toàn nói ra. Từ Diệp Thần đối chiến Lâm Mặc Sơn, đến thần bí cô gái xuất hiện, rồi đến cục võ đạo Hoa Hạ ra tay, thậm chí còn cuối cùng xông ra thế lực thần bí. Giang Kiếm Phong càng nghe càng kinh hãi. Hắn vậy chắc như bàn thạch lòng giống như là bị một cái búa nện đập trúng phân năm rách. Hắn phát hiện cho tới nay đều là mình viết nghiệt chủng kia. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nghiệt chủng kia lại thành tăng đến mảnh đất này bước. Tỉnh chiết giang người thứ nhất. Nếu như tên này đạp ở kinh thành, chẳng lẽ liền Hoa Hạ Tông Sư bảng đệ nhất danh hiệu đều phải lấy đi. Hắn cưỡng ép áp chế tông lòng cả kinh nói, vậy hiệp hài là nghiệt chủng kia mời tới. Người đàn ông Duệ, không quá giống, từ đầu tới cuối, vậy hạnh cũng không có để ý qua vậy hiệp hài, duy nói một cái một chữ, chính là cút. Ta cũng điều tra ám võng số liệu, không có cái này hiệp hài tin tức. Người cảm thấy vậy hiệp hài thực lực như thế nào? So sánh với ta, Giang Kiếm Phong nhíu mày nói. Người đàn ông trầm tư mấy giây, do dự nói, Giang tiên sinh, ngươi không phải nàng đối thủ cũng là ta tại sao không mang theo hồi vậy hạnh nguyên nhân? Có nàng ở đây, ta căn bản không dám động thủ. Giang Kiếm Phong con người có trước nơi không u ngưng trọng. Ước chừng qua 10 giây, hắn mới mở miệng nói, ngươi tự mình đi biệt thự Minh Thúy tìm nghiệt chủng kia, nói cho hắn, ngày mai chiết giang công viên xấu tây, ta Giang Kiếm Phong muốn gặp hắn. Người này hẳn biết ta tồn tại, chắc hẳn cũng ở đây tìm ta, tự nhiên sẽ gặp. Bây giờ, ta đây là đối với ta vậy em gái ngoan sinh ra nghiệt chủng có chút tò mò. Giang tiên sinh. Giang Kiếm Phong khóe miệng treo lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Hai cái nghiêng sau đó, biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, thân thể khôi phục xong hết rồi, thậm chí tu vi còn tăng trưởng mấy phần. Hắn đứng lên, hướng dưới lầu đi. Cái này hai cái nghiêng, hắn nhưng mà nghe xuống phía dưới có không ít động tĩnh. Vừa mới tới phòng khách. Hắn liền thấy Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di chỉ như vậy sống ở tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm phòng khách trên ghế salon ngồi Kỳ Lâm. Diệp Thần theo ánh mắt đi, khóe miệng hơi co quắp. Chỉ gặp Kỳ Lâm trước mặt bày một đống lớn quả vặt và thức ăn. Cơ hồ là toàn bộ biệt thự đè đáy dương tồn tại. Mà giờ khắc này, những thứ này toàn bộ bị Kỳ Lâm cuộn sạch. Giống như mười mấy ngày chưa ăn qua cơm vậy. Tôn Di nuốt nước miếng một cái. Đối với Diệp Thần nói, tiểu thần tử, cái này nha đầu ngươi rốt cuộc thế nào nhận thức, ta nghe Hạ Nhược Tuyết nói, nàng là tới tìm ngươi. Cái này nha đầu cũng quá sẽ ăn đi, ta vẫn còn cho nàng điểm 300 khối KFC giao hàng nàng vậy ra nhỏ làm sao chứa hạ nhiều như vậy. Kỳ Lâm cũng là phát hiện Diệp Thần, liếm liếm ngón tay khá là hài lòng nói, Diệp Thần, mấy năm trước ta liền nghe ngươi nói bên ngoài đồ tốt ăn, bây giờ nhìn lại, thật đúng là, hi hi. Nếu không phải qua mấy ngày ta phải trở về tông môn, ta nhất định phải ỉ tại chỗ không đi. Diệp Thần liếc một cái Kỳ Lâm nói, ta cũng không dám thu nhận ngươi, lại ăn tiếp, ta đều phải bị ngươi ăn nghèo. Kỳ Lâm lại mở ra một túi sờ nách khoai, cười hi hi nói, mới vừa rồi nếu không phải ta ra tay giết lão nhân kia, ngươi đã sớm mất mạng. Diệp Thần Duệ, nếu như ngươi không xuất hiện, ta cũng có biện pháp giết chết tất cả mọi người. Ngươi cứ nổ đi, ngươi chút thực lực kia ta còn không biết. Kỳ Lâm đạo khinh bỉ nói.
Diệp Thần cũng không muốn và nàng nhiều kéo, đối với Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di dặn dò mấy câu, hai nữ liền lên lầu, cho Diệp Thần và Kỳ Lâm giữ lại đầy đủ không gian. Diệp Thần ngồi ở một bên trên ghế salon, nói ngay vào điểm chính, nói đi, người đột nhiên từ Côn Lôn Hư đi ra tìm ta, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Lâm lúc này mới dừng lại ăn cái gì, uống một hớp đồ uống nghiêm túc nói, thiếu chút nữa đã quên rồi vậy chuyện trọng yếu tình. Nàng vậy dầu mỡ tay ở trên y phục xoa xoa, sau đó từ trong bao quần áo cầm ra một quả ngọc lệnh. Ngọc lệnh trên viết cổ xưa phạm văn. Thấy ngọc lệnh này, Diệp Thần cảm giác được hô hấp cũng dồn dập. Ngọc lệnh này thì chẳng khác nào một chỗ à. Ở Côn Lôn Hư, giá trị liên thành. Dù là ngươi còn nữa thực lực và thế lực, vậy không nhất định cầm đến. Ngươi tại sao có thể có vật này? Kỳ Lâm sau đó liền đem ngọc lệnh ném cho Diệp Thần, đây là tỷ ta cho ngươi tranh thủ, đừng nghĩ lệch, hoàn toàn là vì còn năm đó thiếu ngươi cái nhân tình kia. Nàng biết ngươi cần vật này chứng minh mình, nếu như không phải là vì vật này, ta mới sẽ không đi ra. Không quá ta thật không nghĩ ra, tỷ ta và lão nhân kia tại sao nhìn chúng ngươi. Ngươi rác rưởi kia thực lực, phỏng đoán vòng thứ nhất liền bị quét xuống, cho ngươi quý giá như vậy số người không phải là lãng phí. Diệp Thần nắm chặt ngọc lệnh, trong đầu thoáng qua một đạo xinh đẹp ảnh. Đối phương cao cao tại thượng, giống như cửu thiên huyền nữ, vạn người kính ngưỡng. Thống ngự thiên hạ, uy sắp bát phương. Lại là Côn Lôn Hư một trong 10 đại thiên tài. Chẳng lẽ nàng thật vì năm đó cái ân tình nhỏ đó mới như vậy? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hỏi, nàng bây giờ thực lực thế nào? Kỳ Lâm liếc một cái Diệp Thần, đừng suy nghĩ, ngươi cả đời cũng ngửa mặt trông lên không tới, cùng ngươi nói cũng là lãng phí thời gian, không phải mới vừa có người cho ta điểm ăn ngon sao? Tại sao còn không đến? Ngay tại lúc này, chuông cửa chi tiếng vang lên. Kỳ Lâm con ngươi vui mừng, mảnh khảnh cánh tay chống một cái, cả người cơ hồ bay, trực tiếp vững vàng rơi vào lớn chỗ cửa. Cửa trực tiếp mở ra, một cái gầy gò nam tử xuất hiện ở Kỳ Lâm trước mặt. Kỳ Lâm liếc mấy cái, phát hiện trong tay đối phương căn bản không có ăn, sát cơ lạnh như băng phóng thích mở, đồ ta đâu không biết ăn trộm đi. Gầy gò nam tử ngẩn ra, toàn thân lạnh run, sau lưng lại là ướt đẫm. Ai có thể nghĩ tới mở cửa lại là cái này sát thần à? Nếu như tên này muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay à? Mấu chốt sát khí này tới không giải thích được à, hắn nhớ được từ mình không đắc tội cái này tà bối à. Ta hỏi lần nữa, đồ ta đâu? Kỳ Lâm thả ra ý định giết người làm cho lòng người sợ hãi, gầy gò nam tử theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Uy áp cường đại thậm chí để cho hắn khóe miệng không biết tràn ra một tia máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đều bị cực mạnh chấn động. Quá mạnh mẽ. Hoa Hạ tại sao sẽ đột nhiên ra đời loại này yêu nghiệt à? Trừ vậy hai vị Hoa Hạ tông sư bảng mạnh nhất ba vị, ai có thể ngăn cản cái này hiệp hải uy áp? Ta không biết. Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc bảo an đồng phục người đàn ông xách một đời đồ gấu tới. Vậy xe cộ căn bản không có thể đưa nhập biệt thự, cho nên giao hàng cuối cùng mấy trăm mét cơ hồ đều do khu biệt thự bảo an làm dùm. Ở biệt thự Minh Thúy, trước cơ hồ đều là phi phú tức quý tồn tại, ai sẽ điểm giao hàng. Mỗi căn biệt thự cơ bản đều có chuyên môn đầu bếp và Philippines người làm nữ. Bọn họ những người an ninh này một tuần lễ nhiều lắm là đưa một chuyến. Ngài khỏe, đây là ngài điểm giao hàng sao bảo an nói. Đối phương lời còn chưa nói hết, Kỳ Lâm thân thể liền hóa là một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhận lấy giao hàng, nàng cũng không để ý trên đất người đàn ông, trực tiếp hướng bên trong nhà đi. Chỉ để lại nhìn mình trống trơn như vậy lòng bàn tay ngẩn người bảo an. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đi ra, vốn định đóng cửa, nhưng là khi thấy trên đất người đàn ông, hắn con người bỗng nhiên co rúm một cái. Lần trước Vân Hồ Sơn Trang, chính là cái này người đàn ông dám thị mình. Hắn ánh mắt hiện lên lạnh, ý định giết người phóng thích, trên cao nhìn xuống nói, ngươi là ai? Tại sao một mực dám thị ta? Gầy gò nam tử vội vàng bò dậy. Áp chế tông lòng sợ hãi, mở miệng nói, nghiệt Diệp Thần, ngày mai 8 giờ chiết giang công viên xấu Tây, có người muốn gặp ngươi. Diệp Thần nhíu mày một cái nói, muốn gặp ta, để cho sau lưng ngươi người tự mình tới. Gầy gò nam tử sớm biết Diệp Thần sẽ trả lời như vậy,
vội vàng nói, Diệp thần, nếu như là Giang Kiếm Phong đâu? Ngươi hẳn muốn biết người phụ mẫu tung tích đi. Lời này vừa nói ra, Diệp thần sắc mặt biến đổi lớn, một đôi tay lại là giữ lại gầy gò chàng trai cổ. Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp thần thanh âm giống như lôi âm cuồn cuộn rơi xuống. Làm cho lòng người sợ hãi. Sát cơ lạnh như băng lại là tựa như hình thành một cái huyết long, hướng chàng trai linh hồn táp tới. Nếu như đổi thành bình thường, gầy gò nam tử tất nhiên phản kháng, nhưng là mới vừa rồi chịu đựng Kỳ Lâm uy áp đã để cho hắn mơ hồ bị nội thương. Bây giờ muốn sẽ đối vác Diệp thần ý định giết người căn bản không có thể. Gầy gò nam tử vội vàng nói, Diệp thần, bỏ mặc ngươi tin không tin, chính là Giang Kiếm Phong. Ngày mai 8 giờ ngươi đi thì biết. Diệp thần đem gầy gò nam tử té ra ngoài, còn ngươi lãnh đạm đến mức tận cùng, được, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi. Bành! Cửa đóng lại. Vân Hồ Sơn trang tầng kia sương mù tựa như dần dần tản ra. Diệp thần trở lại phòng khách, rơi vào trầm tư. Giang Kiếm Phong đến tìm mình, không phải là thấy được mình thực lực. Quả nhiên, ở trong cái xã hội này sinh tồn, thực lực mới là vương đạo. Số một lãnh đạo nói cho hắn, phụ mẫu hắn còn sống. Vậy Giang Kiếm Phong tất nhiên biết phụ mẫu ở đâu. Liền chờ ngày mai. Kỳ Lâm ăn miệng đầy mỡ, nàng nhìn lướt qua mặt mày ủ rột Diệp thần, nhàn nhạt nói, Diệp thần. Nghe lão đầu kia nói người từ núi Côn Lôn đi ra ngoài là vì tìm giết người phụ mẫu cửu nhân, đã tìm được chưa? Diệp thần lắc đầu một cái, không để ý đến. Hắn đang suy nghĩ, kinh thành Long Gia chẳng lẽ nhân gian bốc hơi sao, hoàn toàn không có tin tức. Kỳ Lâm ở một cái, khá là thỏa mãn, nói, ngươi nói một chút nhìn thôi, ta thực lực ngươi cũng biết, cũng có thể giúp ngươi. Dưới mắt ta chỉ có thể ở bên ngoài ở mấy ngày. Mấy ngày sau ta phải trở về Côn Lôn hư, nếu như mấy ngày nay không có chuyện làm, liền quá nhàm chán. Diệp thần nhìn một cái Kỳ Lâm, thiên phú của tiểu nha đầu này và thực lực cơ hồ nghịch thiên, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện. Hơn nữa tông môn và gia tộc tài nguyên nghiêng, cơ hồ vượt xa rất nhiều cường giả. Nhưng mà chỉ một mấy ngày thời gian, tên này vừa có thể giúp hắn cái gì? Hết thảy vẫn là dựa vào mình điều tra thì tốt hơn. Hắn thuận miệng liền nói một câu, ta chỉ biết là ở kinh thành, còn dư lại tin tức còn đang điều tra. Kỳ Lâm gật đầu một cái, bắt đầu sửa sang lại trên bàn rác dưới, đồng thời đối phó nói, không có sao, tin tức này là đủ rồi, ta mấy ngày nay đi kinh thành vui đùa một chút. Diệp thần cũng không có coi là thật. Cùng lúc đó, kinh thành, Hoa Hạ võ đạo tổng cục. Trịnh Nhân Quyết đưa lưng về phía Phương Đông Thành, nghe xong nơi có việc. Phương Đông Thành nuốt nước miếng một cái, toát ra mồ hôi lạnh, rất sợ trước mặt người đàn ông nổi giận. Đã từng có người làm việc bất lợi, nhưng mà bị Trịnh Nhân Quyết một chiêu chém chết à. Trịnh Nhân Quyết nhưng mà bị Hoa Hạ võ đạo giới rất nhiều cường giả gọi là thiết diện phán quan. Hắn quyền lực và thực lực có thể quyết định hết thảy. Không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Đột nhiên, Trịnh Nhân Quyết lên tiếng, nói cách khác, cái đó Diệp thần còn chưa có chết, đúng không? Đúng, Phương Đông Thành thanh âm cơ hồ run rẩy. Hắn cảm giác bão táp sẽ tới. Mang theo nhiều người như vậy, không giết chết một cái tiểu phế vật. Trước, cái này mấy ngày kế tiếp, cục võ đạo người chết rồi không dưới 10 vị đi. Cơ hồ đều và thằng nhóc kia có liên quan, tiếp tục như vậy nữa. Có phải hay không ta cũng phải bị thằng nhóc này chém chết. Trịnh Nhân Quyết tiếng trầm thấp tựa như lộ ra từng cơn rùng mình. Thằng nhóc kia thực lực, làm sao có thể và đại nhân như nhau đây? Đại nhân chính là sao trên trời? Phương Đông Thành lời còn chưa nói hết, Trịnh Nhân Quyết một chân đạp ở trên lồng ngực của hắn. Đừng mẹ hắn cho lão tử nói nhảm, một tên tiểu tử thúi cũng không giải quyết được, ta thật là hận không được trực tiếp giết các người đám phế vật này. Bây giờ, Đông Nam địa khu bên kia, đều ở đây nói ta cục võ đạo Hoa Hạ bất lực. Nếu như thằng nhóc kia lại tới kinh thành, có phải hay không toàn thế giới cũng phải biết, Hoa Hạ võ đạo tổng cục Trịnh Nhân Quyết cũng không có thể. Phương Đông Thành trực tiếp quỳ xuống trên đất, mở miệng nói, đại nhân, là thuộc hạ bất lực, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận trách phạt. Trịnh Nhân Quyết hừ lạnh một tiếng, trách phạt ngươi cái rắm,
Ngươi làm là Đông Nam địa khu người phụ trách, ngươi phải giúp ta giải quyết chuyện này. Cái này Diệp Thần thân phận đặc thù, lần trước ám sát sau khi thất bại, Long Hồn cùng với kinh thành số một vị kia đã cho ta tới một kích gõ núi chấn hổ. Nếu như trên mặt nổi không cách nào bắt lại Diệp Thần, vụng trộm phải nghĩ biện pháp giải quyết người này. Nhưng là tuyệt không thể vận dụng cục võ đạo hoa hạ lực lượng. Phương Đông Thành đầu óc nhanh chóng lộn, đột nhiên, hắn suy nghĩ cái gì, mở miệng nói, đại nhân, muốn giết chết Diệp Thần, căn bản không cần muốn mượn tay của chúng ta. Ta cùng kinh thành huyết mai điện tổng bộ vị kia có chút quan hệ, chuyện giết người tình vẫn là phải để cho người chuyên nghiệp làm mới đúng. Huyết mai điện tổng bộ những cường giả kia nếu như muốn giết Diệp Thần, nhất định chính là lấy đồ trong túi vậy ung dung. Chân thực không được, ta rồi mời huyết mai điện vị kia số một cao cấp sát thủ động thủ, cái này Diệp Thần làm sao có thể có đường sống. Trịnh Nhân Quyết con người xuất hiện một chút hứng thú, có thể ta nghe nói vậy tên sát thủ thực lực mặc dù kinh người, nhưng là muốn giá cũng không thấp. Mấu chốt không phải kim tiền có thể giải quyết. Phương Đông Thành nghiêm túc nói, nếu như người khác, có lẽ thật mời không nhúc nhích, nhưng là dựa theo ta và huyết mai điện vị kia giao tình, cũng có thể mời được. Đại nhân chỉ cần ở chỗ này chờ ta tin tức tốt là được. Trịnh Nhân Quyết bàn tay trực tiếp vỗ vào Phương Đông Thành trên bả vai, được, sự việc nếu như làm thành, ngươi liền điều động tổng cục tới. Phương Đông Thành nghe được câu này sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói, đại nhân, ta nhất định làm xong chuyện này. Trong vòng một tuần, đem đầu của tiểu tử này lưu hiến tặng cho đại nhân. Ngày thứ hai, Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn thời gian đầu tiên đi xem phòng khách. Tối ngày hôm qua hắn đem Kỷ Lâm an bài vào cái gian phòng này, cũng không biết Kỷ Lâm có ngủ hay không thói quen. Cái này nhà đầu mặc dù tính tình cổ quái một ít, miệng độc một ít, nhưng là lòng dạ không tính là quá xấu xa. Hắn mới vừa đi tới cửa, liền phát hiện cửa phòng khép hờ, bên trong một người cũng không có. Không thấy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chú ý tới tường trên có khắc một hàng chữ. Diệp Thần, ta đi kinh thành chơi mấy ngày, nếu như thời gian không kịp, ta liền trực tiếp hồi Côn Lôn Hư, hy vọng đến lúc đó ngươi mang ngọc lệnh tới Côn Lôn Hư, thực lực có thể đủ cường đại, đừng để cho tỷ ta thất vọng. Ngươi căn bản không biết tỷ ta vì ngươi tranh thủ danh sách kia thừa nhận lớn dường nào áp lực. Diệp Thần con ngươi lóe lên vẻ nghi hoặc. Chuyện cũ nổi lên trong lòng. 5 năm trước, hắn mới vừa bước vào Côn Lôn Hư, không biết nhận chịu nhiều ít áp lực. Côn Lôn Hư, xa xa so Hoa Hạ muốn nguy hiểm nhiều. Mới vừa bước vào hắn, không có thực lực, chỉ có thể bị người hung hăng dẫm ở dưới chân. Căn cốt rác dưới, hèn mọn phàm căn. Bên trong bất kỳ một người tu luyện nào cũng so hắn mạnh. Hắn lại là bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất. Cảnh giới thấp kém, đột phá cực kỳ chậm chạp. Vô số người cười nhạo. Duy nhất để cho hắn cảm giác được ấm áp, chỉ có 3 người. Cái đầu tiên là tự tay đem hắn mang nhập Côn Lôn Hư, truyền thụ hắn pháp quyết tu luyện lão đầu. Cái thứ hai chính là một cách tinh quái Kỷ Lâm. Cái cuối cùng chính là không để ý hết thảy trở ngại, trợ giúp hắn không biết bao nhiêu lần Kỷ Tư Thanh. Cho hắn cao nhất đan dược, ở hắn tuyệt cảnh lúc đó, không để ý hết thảy ra tay. Thậm chí không tiếc cùng một thế lực bất hòa. Hắn cố nhiên cố gắng, liều mạng tu luyện. Nhưng là ở Côn Lôn Hư nếu như không có Kỷ Tư Thanh, hắn có thể sớm đã chết ở bên trong. Hắn thật không biết cao cao tại Thượng Thiên Chi Kiều nữ Kỷ Tư Thanh tại sao phải đối với hắn như vậy. Coi như đã từng giúp qua nàng một chuyện, vậy chưa đến nỗi như vậy hồi báo. Hắn Diệp Thần có tài đức gì? Hắn hỏi qua đối phương vô số lần câu trả lời. Đối phương vĩnh viễn chỉ có một lời Diệp Thần, người không thể chết được, coi như thiên hạ tất cả mọi người đều chết. Người cũng không thể chết. Diệp Thần từ trong ký ức thức tỉnh, bên trái tay cầm luân hồi mộ địa, tay phải chính là vậy cái ngọc lệnh, nhàn nhạt nói. Đối với ta trở về, Diệp Thần danh tự này có lẽ đến lượt vang khắp Côn Lôn Hư liền đi. Diệp Thần nhìn xuống thời gian, khoảng cách Giang Kiếm Phong ước định ngày còn có nửa giờ. Hắn đi liền cách vách căn biệt thự kia. Diệp Lăng Thiên đã đem căn biệt thự kia hoàn toàn đằng không. Ô Hạng Minh, La Sát, cùng với mấy vị bảo vệ Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di Ám Điện cường giả toàn bộ ở bên trong. 24 giờ đợi lệnh. La Sát gãy mất cánh tay đã gói lại, để ngừa bị nhiễm. Đại nhân,
La Sát vốn định đối với Diệp Thần thi lễ, trực tiếp bị cự tuyệt. Người nằm là được rồi, người vết thương quá lớn, hơn nữa tay cụt đã hủy, muốn tân sinh tương đối phiền toái. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất, long hồn bên kia hữu cơ giới cánh tay có thể cùng thân thể con người kết hợp, động một cái giải phẫu là được rồi. Thứ hai, ta dùng pháp thuật và y thuật đem ngươi tay cụt mọc lại, nhưng là ngươi có thể phải chịu đựng cực mạnh thống khổ. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, La Sát liền không chút do dự nói, ta chọn cái thứ hai. Ngươi chắc chắn? Ta chắc chắn. Lấy được La Sát câu trả lời, Diệp Thần gật đầu một cái, từ luân hồi mộ địa lấy ra một ít thứ. La Sát thấy Diệp Thần lại vô căn cứ lấy ra đồ, con người trợn to, vô cùng kinh hãi. Đây là cái gì thủ đoạn? Diệp Thần trực tiếp ngăn La Sát tay cụt chỗ băng vải, phân phó nói, nhịn được. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngân châm trong tay bắn đi ra ngoài, ngân châm trực tiếp rơi vào La Sát các nơi huyệt vị trên. Không ngừng run rẩy. Sau đó, Diệp Thần đem 6 loại dược liệu chân quý lên ném, chân khí ngưng tụ, dược liệu trực tiếp va chạm. Mùi thuốc tràn ra, lại là ngay tức thì hóa là bột. Hắn chợt một chảo, chân khí ngưng lửa, những thứ này bột trực tiếp đốt đốt. Đi. Vậy đoàn ngưng tụ 6 loại thuốc ngọn lửa trực tiếp ở La Sát tay cụt chỗ cháy. Cường đại cảm giác đau đớn cơ hồ muốn cho La Sát bất tỉnh. Toát ra mồ hôi lạnh. Còn có thể nhẫn nại sao? Có thể. La Sát cắn răng nói. Diệp Thần không do dự nữa, ngón tay bóp quyết, bước ra một giọt máu tươi, trực tiếp ở trước mặt vẽ ra một đạo cổ xưa phù văn. Nhưng gặp chọc hổ thẹn, lưu lạc sống chết, thường nặng bể khổ, vĩnh mất chân đạo. Thật thường chi đạo, ngộ người từ được, được ngộ đạo người, thường thanh tĩnh vậy. Hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, tựa như phun ra từng cái màu vàng kim chữ viết. Trực tiếp hướng La Sát tay cụt đi. La Sát cắn răng nghiến lợi, cả người nổi gân xanh, thậm chí liền cắm ở trên người ngân châm đều phải không chịu nổi. Hắn toàn thân đã ướt đẫm, thậm chí con người đều là dần dần tan rã. Diệp Thần tâm vô bàng vụ, nếu La Sát chọn con đường này, hắn thì nhất định phải như vậy. Hơn nữa La Sát thực lực rất mạnh, coi như là hắn bên người trước mắt mạnh nhất tồn tại, nếu như tổn thất. Vậy thì thật ít đi một thành viên đại tướng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ giường lại là ầm ầm sụp đổ. Diệp Thần vẫn không có dừng tay, chân khí ngưng tụ, một chỉ điểm ra. Toàn bộ gian phòng ánh sáng vạn trượng. Xương gãy sống lại làm thuật, mới. Theo Diệp Thần câu nói sau cùng dứt lời hạ, hết thảy trở về bình tĩnh. Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, La Sát cơ hồ bất tỉnh. Hắn lấy ra một viên đan dược trực tiếp cho đối phương đút vào, sau đó nhìn một cái La Sát tay cụt vị trí, nơi đó đang lưu chuyển một đạo mơ hồ sáng bóng, cực kỳ quỷ dị. Cùng 3 ngày, người tay cụt hẳn sẽ có thay đổi, ta cũng là lần đầu tiên thi triển thuật này, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể chọn lựa loại phương án thứ nhất. Cái này 3 ngày, nhớ lấy đụng nước, ta sẽ để cho Ô Hạng Minh chiếu cố ngươi. La Sát thanh tỉnh mấy phần, tạ ơn đại nhân. Không cần khách khí như vậy, người tay cụt bởi vì ta mà đoạn, ta tự nhiên phải giúp ngươi khôi phục. Tốt lắm, ta còn có việc, trước đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thần nhìn một chút thời gian, đã 7 giờ 45, cũng nên động thân. Tỉnh Chiết Giang Hồ Tây Công Viên, buổi sáng 8 giờ 03 phân. Một chiếc xe thương vụ chậm rãi dừng lại, Diệp Thần xuống xe, quét nhìn chung quanh một cái. Liền chú ý đến bên hồ trên ghế dài ngồi một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử ăn mặc một kiện áo che gió màu đen, ánh mắt đang ngưng mắt nhìn sóng biếc nước hồ, mặc dù không có bất kỳ động tác, nhưng là Diệp Thần có thể cảm giác đến trên người đối phương tản ra khí tức cường giả. Thậm chí để cho người cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hoa Hạ Tông Sư Bảng thứ 9, Giang Kiếm Phong. Diệp Thần đi thẳng tới Giang Kiếm Phong bên người, còn chưa lên tiếng. Giang Kiếm Phong liền lên tiếng, người tới trễ ròng rã 3 phút, nếu như là người khác, hắn có thể đã biến thành một cổ thi thể. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói thẳng, ta phụ mẫu ở đâu? Giang Kiếm Phong con người đông lại một cái, người nóng nảy ngược lại là giống như mẫu thân ngươi, thích bụng dạ thẳng thắn. Đừng cho ta nói nhảm, ban đầu là ngươi mang đi cha mẹ ta thi thể, ngươi tự nhiên biết bọn họ ở đâu. Nếu như ngươi không nói... Ta không ngại để cho ngươi biến thành một cổ thi thể.
Diệp Thần làm xong tùy thời dẫn động tòa thứ ba mộ bia dự định. Một vị cường giả ra đời, đổi phụ mẫu tung tích, đáng. Giang Kiếm Phong ngẩng đầu lên, nhìn một cái Diệp Thần, nói ta có chút thời điểm thật thật là tò mò, người cuồng ngông rốt cuộc tới từ nơi nào. 5 năm trước ngươi, tính cách hèn yếu như vậy, là cái gì để cho ngươi đổi được như thế cường thế? Còn có ngươi thực lực, lại là tới từ nơi nào? Ta vận dụng hết thảy thủ đoạn cũng đều không tra được, thật rất kỳ quái. Diệp Thần bị đối phương làm có chút nổi nóng, ý định giết người phóng thích, ta không muốn nói lần thứ ba, ta phụ mẫu bây giờ ở đâu? Ta nói cho ngươi thì như thế nào, bọn họ ở kinh thành. Giang Kiếm Phong mở miệng nói, ta rất ghét giọng ngươi, nói thế nào đi nữa, ta cũng là cậu ngươi, là ngươi trưởng bối. Có lẽ ta nói sai rồi, các người người một nhà, Giang gia cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Ngươi không tư cách làm ta ngoại xanh. Ngươi biết Giang gia từ trên xuống dưới xưng hô như thế nào ngươi sao? Nghiệt chủng, hèn mọn nghiệt chủng. Năm đó mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi, Giang gia kiểm tra ra ngươi rác dưới phàm căn, thiếu chút nữa đem ngươi ném xuống đất, hóa là một mảnh xương máu. Nếu như không phải là mẫu thân ngươi quỳ xuống đất khổ khổ cầu khẩn, có lẽ ngươi cũng chưa có tư cách đứng trước mặt ta. Nghe được mấy câu nói này, Diệp Thần con ngươi tràn đầy tia máu. Tức giận tràn ngập toàn thân. Trên người hắn sát khí ngút trời bộc phát ra. Hắn đoán được mở đầu, đi không có đoán được kết quả. Trong cơ thể hắn dòng nước chảy cái này Giang gia máu không sai, nhưng là Giang gia trong miệng nghiệt chủng. Trong đầu hắn thậm chí hiện ra năm đó mẫu thân quỳ xuống đất cầu người nọ thả qua mình hình ảnh. Nhìn thấy mà giật mình. Tại sao? Chẳng lẽ mình tồn tại thì không nên? Đùa gì thế? Mệnh cách hắn cả thiên đạo không không có tư cách đụng chạm, hắn từ sanh ra được liền nhất định là người nghịch thiên. Hắn lại là luân hồi mộ chủ, hắn ra đời chỉ biết là toàn bộ loài người ngỗi bảo. Giang gia, lại là Giang gia. Bọn họ có cái gì tư cách hủy bỏ mình và phụ mẫu? Giờ khắc này, luân hồi mộ địa chấn động. Vô tận huyết sát quấn quanh Diệp Thần toàn thân. Một cái huyết long phảng phất từ Diệp Thần trong thân thể xông ra, xông lên về phía chân trời. Lại là ở trên 9 tầng trời ngước nhìn vô số con kiến hôi, người phàm. Thấy một màn này, Giang Kiếm Phong khóe miệng cười nhạt bỗng nhiên đọng lại. Hắn có thể cảm giác được trên bầu trời vậy cái huyết long đang gắt gao nhìn chằm chằm mình. Giờ khắc này, để cho hắn kinh hãi, thậm chí để cho hắn cảm thấy nhỏ bé. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng tung lên vạn đạo sóng gió kinh hoàng, thằng nhóc này lại có thể dẫn động loại này khủng bố dị tượng. Làm sao có thể? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.